Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 126. Hắn đang nghĩ nếu hôm nay hắn không nói rõ với nha đầu này, thì có thể sẽ bị sét đánh chết. Một nha đầu bơ vơ không nơi nương tựa, một nha đầu coi hắn như người thân, coi Vân Môn như nhà, một nha đầu âm thầm thích hắn 600 năm, hắn không nghĩ ra có lý do gì để không tiếp nhận nàng. Dương Bách Xuyên hít sâu, mỉm cười, giơ tay lau nước mắt của Khưu Vân, nhìn đôi mắt sưng đỏ của nàng, nói, ta cũng thích nàng, từ nay về sau, ta sẽ không để nàng phải chịu khổ hay bị thương nữa. Ta hứa với nàng, cả đời không phụ nàng. Không có quá nhiều lời xến xúa, Dương Bách Xuyên nhìn Khưu Vân nói từng chữ, vẽ một dấu chấm viên mãn ở sâu trong đáy lòng của nha đầu này, cho 600 năm của nàng một câu trả lời. Tiên sinh, hu hu. Khưu Vân khóc, vừa cười vừa khóc. Được rồi, rất nhiều người đang nhìn đấy, sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian để nói. Dương Bách Xuyên cười, vỗ vai nàng. Khưu Vân chợt đỏ mặt, lúc này mới phản ứng lại, xung quanh đầy người đang nhìn chằm chằm bọn họ, nàng vội vàng buông Dương Bách Xuyên ra. Lúc này, một đôi mắt sưng đỏ ở phía xa, mang theo sự hâm mộ nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên và Khưu Vân. Nàng chính là Vương Kiêm Gia, tiểu cô của Vương Tông Nhân. Người vẫn luôn trêu đùa Dương Bách Xuyên, bắt Dương Bách Xuyên gọi nàng là tiểu cô, là muội muội của cha Vương Tông Nhân, Vương Mộ Sinh. Theo vai vế, Vương Mộ Sinh và cha của Dương Bách Xuyên, Dương Quốc Trung là chiến hữu vào sinh ra tử, Vương Kiêm Gia đúng thật là tiểu cô của Dương Bách Xuyên. Ánh mắt Vương Kiêm Gia nhìn Dương Bách Xuyên vẫn rất phức tạp giống mấy trăm năm trước, không ai hiểu suy nghĩ trong lòng nàng. Sau khi an ủi Khưu Vân, Dương Bách Xuyên cảm nhận được một cặp mắt đang nhìn hắn chằm chằm, vừa quay đầu đã thấy Vương Kiêm Gia, lại phát hiện Vương Kiêm Gia vội vàng rời mắt đi. Lúc này, Dương Bách Xuyên mỉm cười, đi về phía Vương Kiêm Gia, hắn cũng không thể đoán được suy nghĩ của đại tiểu thư Vương Gia, đại tỷ trong giới của đế đô năm đó. Là người năm đó hắn đào từ Vương Gia đến làm bùa hộ thân cho Vân Môn, sau đó Vân Kiêm Gia đã vào quốc tế Vân Kỳ và phát huy tác dụng to lớn. Hắn bước qua, nói, tiểu cô. Dương Bách Xuyên gọi Vương Kiêm Gia là tiểu cô theo lời trêu đùa lúc trước của nàng. Nghe Dương Bách Xuyên gọi tiểu cô, tâm trạng Vương Kiêm Gia bỗng trở nên rất tốt, ấm ức trong lòng và chắc chở nàng phải chịu không hề kém hơn nhóm người Khưu Vân. Nhưng giờ phút này, Vương Kiêm Gia lại mỉm cười. Chất nhi ngoan. Phì. Dương Bách Xuyên không nhịn được phì cười. Trên thực tế Vương Kiêm Gia cũng chỉ lớn hơn hắn mấy tuổi. Vương Kiêm Gia không nói lời xúc động gì với Dương Bách Xuyên, ngược lại một câu cháu ngoan khiến tất cả mọi người cười to, giúp giảm bớt cảm xúc vui buồn khó tả sau khi gặp mặt. Sau khi trò chuyện với Vương Kiêm Gia, Dương Bách Xuyên chào hỏi từng người một, tới trước mặt huynh muội Chu Điên và Chu Phi Yến, Chu Điên đã không còn là tên thổ phỉ ngang ngược của Hắc Phong trại Sơn Hải giới năm đó. Gã cung kính hành lễ với Dương Bách Xuyên gọi một tiếng môn chủ. Dương Bách Xuyên cười cười vỗ bả vai gã, ý bảo gã không cần đa lễ. Còn Chu Phi Yến vừa mở miệng liền hỏi với vẻ sốt ruột, Vân Môn có tin tức gì của A Hối không? Tuy nha đầu này xuất thân là thổ phỉ, nhưng vô cùng si tình đối với đại đồ đệ độc cô Hối của hắn, cả hai cùng đến tu chân giới, nhưng lại lúc chạy trốn bị thất lạc, bây giờ khi hỏi tin tức của độc cô Hối, vành mắt nàng đỏ hẳn lên. Trước mặt Dương Bách Xuyên, Chu Phi Yến là vãn bối, thế nên hắn không đùa giỡn nàng, nói thẳng, đã tìm được A Hối rồi, bây giờ nó đang ở Vân Môn tiên cảnh, không cần lo lắng. Kế tiếp Dương Bách Xuyên kể lại chuyện tìm kiếm mấy người độc cô Hối một phen, mọi người nghe xong đều vô cùng thổn thức. Riêng Chu Phi Yến vừa cười vừa rơi lệ. Tuy đã tìm được một bộ phận đệ tử quen biết nhưng Dương Bách Xuyên vẫn lo lắng như cũ. Bởi vì không có ai có tin tức gì về những nữ nhân của hắn, bọn họ chỉ nói rằng những nữ nhân kia cùng nhau đến tu chân giới, hơn nữa lúc ấy chạy trốn, cũng trốn thoát cùng nhau. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên yên tâm không ít, hắn hiểu rõ những nữ nhân nhà mình, trên người các nàng đều có pháp khí hắn để lại, hơn nữa còn có tỉ muội Lục Gia đi theo, thiết nghĩ chắc hẳn không có vấn đề gì đâu nhỉ. Đương nhiên hắn biết đây cũng chỉ đơn thuần là suy nghĩ chủ quan của mình, tu chân giới mênh mông. Khắp nơi là hiểm địa, mấy nữ nhân các nàng có thể sinh tồn được hay không? Trong lòng Dương Bách Xuyên không yên chút nào. Sau khi trò chuyện với mọi người xong,
Dương Bách Xuyên cũng không có tâm tư ở lại Lôi gia, hắn nói với bọn họ, mọi người thu dọn một chút, ta đi chào Lôi gia chủ một tiếng rồi chúng ta quay về Vân Môn Tiên Cảnh. Mọi người vui vẻ đồng ý, tuy rằng bọn họ sống ở Lôi gia hết thảy đều rất ổn, nhưng chung quy luôn có cảm giác ăn nhờ ở đậu, không được tự nhiên, nhưng bây giờ đã khác, Dương Bách Xuyên tìm được bọn họ, hơn nữa còn thành lập một tông môn ở tu chân giới, đã thế đây còn là thế lực đứng đầu, ngang bằng với cửu đại thánh địa tu chân giới trong truyền thuyết. Thậm chí còn hủy diệt một thánh địa, mơ hồ trở thành thánh địa đứng đầu, mà bọn họ đều là người Vân Môn, đến Vân Môn mới thực sự là nhà của bọn họ, mới là nơi bọn họ thuộc về. Chỉ có Lý Đại Nghị nghe Dương Bách Xuyên nói muốn đi, ánh mắt hắn ta lóe lên, nhưng không nói gì, trong lòng hắn ta Lôi Tiểu Hổ là vợ, dù sao cũng phải có lời giải thích, nhưng nàng cũng là người thừa kế Lôi gia, rất có thể nhạc phụ Lôi Lão Hổ sẽ không đồng ý để Lôi Tiểu Hổ đi Vân Môn. Cho nên trong lòng Lý Đại Nghị có chút rối rắm. Dương Bách Xuyên đi tới đại sảnh Lôi gia gặp Lôi Lão Hổ nói lời từ biệt. Chấm. Đại sảnh Lôi gia, sau khi Dương Bách Xuyên đi vào cũng không khách khí trực tiếp nói lời tạm biệt, bởi vì không có tin tức về những nữ nhân của mình, hắn thật sự không có tâm tư ở lại làm khách. Lôi gia chủ ta còn phải đi tìm mấy vị thê tử của ta, thật sự không tiện ở lâu, chờ ta tìm được các nàng, định tới Lôi gia bái phỏng nói cảm ơn, Dương mỗ cảm ơn Lôi gia thu nhận đệ tử Vân Môn, cảm tạ. Trong lúc nói chuyện Dương Bách Xuyên chân thành hành lễ với Lôi Lão Hổ. Dương Thánh Chủ không được, không được. Lôi Lão Hổ vội vàng đứng dậy đỡ Dương Bách Xuyên, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cứng rắn thi lễ với ông ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đối với Dương Bách Xuyên, những thân nhân bằng hữu Vân Môn này quan trọng hơn bất kỳ điều gì, cho nên hắn thật tâm thật ý thi lễ cảm tạ với Lôi Lão Hổ. Lôi Lão Hổ là người phóng khoáng, tuy nói nể mặt con rể Lý Đại Nghị mới tìm kiếm, thu nhận đệ tử Vân Môn. Nhưng ông ta không cần báo đáp gì, hơn nữa ông ta rất tán thưởng và ưa thích Dương Bách Xuyên. Sau khi đỡ Dương Bách Xuyên đứng lên, Lôi Lão Hổ cười nói, Dương Thánh Chủ không nên gấp gáp rời đi như vậy, rất có thể ta tin tức hữu ích với ngươi. Dương Bách Xuyên nghe Lôi Lão Hổ nói chuyện, hơi nghi ngờ nhìn ông ta. Lúc này Lôi Lão Hổ ra hiệu Dương Bách Xuyên ngồi xuống, rồi nói, về người Vân Môn Sơn Hải giới các ngươi, từ khi Đại Nghĩa xin ta giúp đỡ. Thực ra những năm qua ta đã huy động toàn bộ lực lượng Lôi gia ra sức tìm kiếm, chưa bao giờ ngừng lại, trùng hợp là hôm nay, một cứ điểm căn cứ Lôi gia truyền đến tin tức, nói là nghe ngóng được chừng trăm năm trước, có người nhìn thấy người giống Vân Môn các người, là một đám nữ nhân bị một tông môn đuổi giết, chạy trốn vào Vô Gian Cốc. Đương nhiên tin tức này hôm nay mới được truyền đến, thủ hạ báo cáo cũng chỉ mô tả đại khái, đến tột cùng có phải hay không cần phải xác định thêm. Có điều Đại Nghị cho ta bức vẽ người Vân Môn các ngươi, thiết nghĩ có vài phần xác thực. Dương Bách Xuyên đứng phát dậy hỏi, Lôi gia chủ, là ai đuổi giết các nàng? Vô Gian Cốc là nơi nào? Nằm ở đâu? Tu chân giới to lớn, có rất nhiều Dương Bách Xuyên không biết cũng chưa từng nghe ai nói đến. Hắn rất lo cho những nữ nhân của mình, thần kinh hắn lúc nào cũng căng thẳng, bây nghe được vẻn vẹn một tin tức mơ hồ khiến hắn vô cùng khẩn trương. Lôi Lão Hổ trầm ngâm một phen nói, tin tức thông qua truyền tấn nên cũng không quá chính xác, đệ tử Lôi gia chỉ nghe ngóng được người bị truy sát tiến vào Vô Gian Cốc, cũng không xác định cụ thể là bị thế lực nào truy đuổi. Còn về Vô Gian Cốc đó là một nơi cực kỳ quái lạ ở tu chân giới, nghe đồn vào thời thượng cổ, nơi đó là một sơn cốc rất lớn, nhưng sau hai cuộc đại chiến chính, ma, Vô Gian Cốc biến thành chiến trường. Tiên nhân thời thượng cổ tu chân giới có thể hạ phàm. Cũng do hai đạo chính ma chém giết lẫn nhau làm kinh động đến tiên giới bèn phái tiên nhân hạ phàm chém giết đại ma xuất thế của ma đạo ở sơn cốc kia. Theo truyền thuyết trận chiến nơi đó kéo dài cả trăm năm, có vô số tu chân giả, tu ma giả, tiên nhân và chân ma vẫn lạc trong sơn cốc. Tiên huyết và ma huyết cũng vì thế mà lưu lại trong sơn cốc, khiến cho toàn bộ sơn cốc xảy ra biến hóa, rất nhiều loại tiên trận, ma trận cổ được lưu lại đây. Dùng một câu nới để đánh giá đó là nơi này đã triệt để biến thành một địa ngục, một thông đạo dẫn đến 18 tầng địa ngục. Địa ngục Vô Gian là tầng thấp nhất của 18 tầng địa ngục, dùng để hình dung sơn cốc hiểm ác quỷ dị cỡ nào, cũng từ đó về sau sơn cốc có tên là Vô Gian Cốc. Tu chân giới có ghi chép về Vô Gian Cốc, trong cốc có hung linh, có yêu thú biến dị giết chóc, thậm chí từng cọng cây ngọn cỏ ở đây đều hung ác vô cùng,
ngay cả thiên địa linh khí bên trong cũng bị biến dị, âm sát khí Yin Su Sa Chi không gì sánh kịp, là nơi cực kỳ nguy hiểm. Tu chân giới vẫn luôn lưu truyền một câu người nào vào vô gian vĩnh viễn không thể thoát để hình dung sự quái dị của vô gian cốc. Đến nay sinh linh tu chân giới đều đi đường vòng mỗi khi đi ngang qua vô gian cốc, không dám tới gần cấm địa kia. Vị trí vô gian cốc nằm rất xa vượt qua cả biên giới cửu tinh tu chân giới, nằm ở man hoang, nơi rìa biên giới cửu đại tinh cương. Dương Bách Xuyên nghe xong có dự cảm, nội tâm sốt ruột, cho rằng mấy nữ nhân nhà mình đã vào vô gian cốc, nghe xong Lôi lão hổ nói xong, lập tức hỏi, làm sao đi đến vô gian cốc? Truyền tống trận đơn giản này có thể truyền tống đến biên giới man hoang, cách vô gian cốc không xa. Lôi lão hổ nói. Dương Bách Xuyên trịnh trọng nói, đành nhờ Lôi gia chủ sắp xếp một chút, ta cần đi xác định lại, có thể sắp xếp để ta gặp mặt đệ tử Lôi gia, người nghe ngóng được tin tức này hay không? Việc này dễ thôi, gần biên giới tinh cương có cứ điểm sản nghiệp của Lôi gia, tên đệ tử Lôi gia kia ở nơi nào, ta truyền tấn tới đó là được. Lôi lão hổ vừa mở miệng đáp ứng. Đa tạ, Dương Bách Xuyên ôm quyền. Lúc này Lôi lão hổ khoát tay nói, Dương Thánh chủ khách khí. Ngươi và ta hai nhà cũng coi như thân thiết, Lôi mỗ làm việc không thích quanh co lòng vòng, có chuyện này muốn nhờ Dương Thánh chủ không biết. Lôi gia chủ cứ nói không sao, chỉ cần Dương mỗ có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Dương Bách Xuyên rất cảm kích sự giúp đỡ Lôi gia, bây giờ Lôi lão hổ có việc muốn nhờ, hắn tuyệt đối sẽ không chối từ. Hơn nữa đối với hắn, tin tức hôm nay Lôi lão hổ cung cấp vô cùng quan trọng, mặc kệ thật giả đều phải thừa nhận điều này. Lôi lão hổ thở phào nhẹ nhõm, không khách khí, nói thẳng Lôi gia cần tìm một đại tông môn có thể che chở, vì ông ta muốn ra ngoài du lịch, theo đuổi cơ duyên phi thăng, nhưng chung quy không yên lòng Lôi gia và nữ nhi Lôi tiểu hổ, hy vọng vân môn tiên cảnh của Dương Bách Xuyên có thể cho Lôi gia một mái che. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng sửng sốt, hắn không nghĩ Lôi lão hổ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn đại khái hiểu rõ tâm tư của Lôi lão hổ. Sau khi tu vi đạt tới phi thăng cảnh đỉnh phong thì bị kẹt ở bình cảnh, nếu như không thể tìm hiểu được ánh sáng chỉ dẫn, cuối cùng chỉ có thể tọa hóa, hơn nữa Lôi gia cũng không có trụ cột vững vàng gì cho nên Lôi lão hổ quả thật không yên lòng. Gia tộc ngược lại trở thành ràng buộc khiến ông ta không thể theo đuổi đại đạo. Cho nên ông ta muốn tìm đường lui cho Lôi gia. Dương Bách Xuyên có thể lý giải điều này, bình thường đối với một đại tông môn. Việc tiếp nhận một gia tộc cổ xưa là việc hết sức kiêng kỵ, bởi trong tông môn cần bồi dưỡng sự trung thành đối với tông môn, khiến đệ tử có cảm giác đây là nơi bọn họ thuộc về. Nhưng nếu có lực lượng gia tộc gia nhập vào, gia tộc đó rất khó dung nhập vào tông môn, những đệ tử gia tộc rất ít người có cảm giác thân thuộc với tông môn, thậm chí có thể bộc phát mâu thuẫn. Có điều Lôi gia có ân với đệ tử vân môn, điểm này Dương Bách Xuyên ghi nhận, hắn ngẫm nghĩ một hồi, nói, được. Ta đáp ứng Lôi gia chủ, cho đệ tử Lôi gia tu luyện ở vân môn tiên cảnh, nếu như Lôi gia đệ tử muốn gia nhập vân môn tiên cảnh, hết thảy hạch tâm trong vân môn tiên cảnh đều mở ra cho đệ tử Lôi, ta hứa chỉ cần ta Dương Bách Xuyên và vân môn tiên cảnh tồn tại một ngày, sẽ che chở đệ tử Lôi gia một ngày. Lôi lão hổ mừng rỡ, Dương Bách Xuyên đồng ý với ông ta chẳng khác nào cho phép một gia tộc tại trong vân môn tiên cảnh, điều này phải cần dũng khí cỡ nào. Lôi lão hổ nói lời cảm ơn, đa tạ Dương Thánh chủ, ta cũng thề, đệ tử Lôi gia hầu hạ dựa vào vân môn tiên cảnh, tuyệt đối không phụ vân môn, không làm chuyện tổn hại lợi ích vân môn, ta sẽ để cho tất cả đệ tử Lôi gia tiến vào vân môn tiên cảnh lập lời thề thiên đạo, Lôi gia về sau tuy là hệ thống gia tộc, nhưng cũng sẽ trở thành một phần của vân môn. Dương Bách Xuyên nhìn Lôi lão hổ, chợt nảy ra một ý, Lôi gia chủ, mặc dù ta đã đồng ý cho nhà họ Lôi tiến vào vân môn tiên cảnh. Nhưng ngài cũng biết trong vân môn tiên cảnh có hơn phân nửa là yêu tu, không dễ quản lý. Để tránh những phiền phức về sau, ý ta là chi bằng ngài làm trưởng lão của vân môn tiên cảnh. Chẳng hay ý của Lôi gia chủ thế nào. Tên họ Dương nào đó cười thầm trong bụng, Lôi lão hổ ngươi chiếm lợi từ ta thì đâu thể chiếm không, để ngươi trở thành trưởng lão vân môn, sau này vân môn có thêm một cao thủ hàng đầu, chỉ cần ngươi đồng ý thì sẽ gắn mác vân môn. Lôi lão hổ sửng sốt. Vốn dĩ ông ta muốn gửi gắm nhà họ Lôi cho Dương Bách Xuyên, gỡ bỏ gánh nặng trên người, sau đó đi ngao du thiên hạ, không còn gì vướng bận nữa. Nhưng nào ngờ Dương Bách Xuyên lại đề nghị ông ta làm trưởng lão vân môn, vậy chẳng phải là chồng cho ông ta một tầng ràng buộc sao?
nhưng lý do Dương Bách Xuyên đưa ra rất đầy đủ, giữa đệ tử nhà họ Lôi và đệ tử Vân Môn có thể hợp tác chung sống, ông ta trở thành trưởng lão Vân Môn quả thật có thể bớt được rất nhiều phiền toái. Nhưng sau khi trưởng lão Vân Môn, ông ta còn có thể tự do thoải mái, không sầu không lo đi ngao du tu chân giới được chắc. Nhất thời sắc mặt Lôi lão hổ thay đổi liên tục. Đồng ý, nhưng ông ta không muốn bị ràng buộc. Không đồng ý, vậy chẳng lẽ ông ta vẫn phải tiếp tục bảo vệ? Nhất thời Lôi lão hổ phân vân khó chọn. Dương Bách Xuyên nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của Lôi lão hổ, cũng đoán được suy nghĩ của đối phương. Hắn mỉm cười lên tiếng, Lôi gia chủ đừng nghĩ nhiều, ta chỉ yêu cầu ngài làm trưởng lão trên danh nghĩa thôi, không bắt ngài ở lại Vân Môn không được đi đâu. Nếu ngài muốn đi ngao du thiên hạ thì cứ đi. Lần này Lôi lão hổ yên tâm rồi, cũng biết là mình nghĩ nhiều, cứ tưởng Dương Bách Xuyên muốn ràng buộc mình. Ông ta lúng túng nở nụ cười, được, ta đồng ý. Dương Bách Xuyên cũng vui vẻ vì đã lừa được một cường giả phi thăng cảnh cho Vân Môn, mấu chốt người này là nhân tộc. Vân Môn tiên cảnh vẫn chưa có cường giả phi thăng cảnh nhân tộc, tất cả đều là yêu tu. Có Lôi lão hổ gia nhập, cuối cùng cũng bù lấp một chỗ trống. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên cho rằng sau khi Lôi lão hổ đến Vân Môn tiên cảnh, ông ta không thể đi đâu được nữa, rất có thể sẽ ở lại Vân Môn tiên cảnh lĩnh thiên ngộ đạo. Bởi vì trong Vân Môn tiên cảnh có điện thành tiên, có rừng ngộ đạo, ở đó có ấn ký mà tiên nhân chân chính để lại, còn có ấn ký pháp tắc tồn tại, là một bảo địa hiếm có khó tìm. Chấm. Sau khi giải quyết chuyện nhà họ Lôi, Dương Bách Xuyên bảo Chuột Vương và Lôi lão hổ đưa đám Trần Bảy Roi, Lý Đại Nghị và đệ tử nhà họ Lôi về Vân Môn tiên cảnh, phụ trách sắp xếp cho người nhà họ Lôi. Còn hắn thì đi thẳng đến Vô Gian Cốc. Đám Chuột Vương tỏ ý phản đối việc Dương Bách Xuyên đi một mình, muốn đi theo. Nhưng khó khăn lắm Dương Bách Xuyên mới tìm được nhiều người quen như vậy, hắn không muốn xảy ra biến cố gì. Và lại nhà họ Lôi muốn chuyển toàn tộc vào Vân Môn tiên cảnh, Chuột Vương là vương giả dưới lòng đất kiểm soát mạng lưới giao thông, tất nhiên không thể rời đi. Điều Dương Bách Xuyên lo lắng hơn cả là rốt cuộc mình đi vào Vô Gian Cốc có thể tìm được đám Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình hay không, còn có tin tức cần tìm đệ tử nhà họ Lôi xác nhận nữa, hắn không muốn chậm trễ một giây phút nào. Dương Bách Xuyên không cho đám Chuột Vương cơ hội phản bác, dứt khoát dùng truyền tống trận ở thành Hồng Diệp rời đi. Tuy nhiên, hắn cũng hẹn với đám Chuột Vương là sau khi đưa mọi người trở về, bọn họ hãy đến Vô Gian Cốc tiếp ứng cho hắn. Chấm. Khu vực thành lâm giới giáp với tinh cương u linh của tu chân giới. Ra khỏi thành lâm giới là man hoang, nơi nền văn minh nhân tộc không đặt chân tới. Vô Gian Cốc là nơi giao giới giữa man hoang và tinh cương u linh, có thể nói thành lâm giới là cứ điểm tu chân gần nhất. Nơi này thuộc quyền quản lý của thánh địa U Linh Chi Đô. Tên đệ tử nhà họ Lôi nghe ngóng tin tức kia đang chờ ở thành lâm giới, Lôi lão hổ đã truyền tin sắp xếp. Sau khi Dương Bách Xuyên vào thành, hắn tìm đến cứ điểm sản nghiệp của nhà họ Lôi. Sản nghiệp của nhà họ Lôi ở nơi này cũng là Tửu Lâu. Trưởng quỹ nhận được tin của Lôi lão hổ từ trước, đã đợi sẵn. Sau khi Dương Bách Xuyên tiến vào, ông ta đích thân tiếp đón Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên không khách khí, thẳng thừng hỏi bọn họ nghe ngóng tin tức ra sao, hỏi cặn kẽ từng chi tiết. Nhưng kết quả giống với lời kể của Lôi lão hổ, không chắc chắn. Theo lời kể của đệ tử nhà họ Lôi, năm xưa một tán tu quanh năm thám hiểm, giết yêu thú ở biên giới man hoang từng gặp. Dương Bách Xuyên lập tức nói, ta muốn gặp vị tán tu này. Đệ tử nhà họ Lôi đáp, được, ta dẫn ngài đi gặp hắn. Nhưng người nọ là một tán tu tự do kiếm sống ở man hoang, e là cần trả cho hắn chút linh thạch. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết, trước kia hắn từng tìm hiểu, ở tu chân giới cũng có khách phiêu lưu giống Sơn Hải giới, kiếm sống ở biên giới man hoang. Tu chân giới mênh mông rộng lớn, sinh linh tu luyện nhiều không kể xiết, không phải tất cả tu sĩ đều có tông môn truyền thừa, được cung cấp tài nguyên tu luyện. Nhất là tán tu không môn không phái. Bọn họ toàn phiêu lưu một mình. Tất nhiên không phải là bọn họ không muốn có tông môn truyền thừa, mà là không có cơ hội. Có rất nhiều tán tu tự mình tu luyện, bọn họ nhận được truyền thừa là nhờ gặp được sư phụ dẫn dắt, hoặc là vô tình bước chân vào con đường tu chân, tự mình tu luyện, cần cái gì thì tự nghĩ cách. Không nói đâu xa, tu luyện cần linh khí cường đại chống đỡ, cần đan dược, cần pháp khí,
cần linh thạch, cần hoàn cảnh tu luyện tốt. Những cái này bọn họ phải tự nghĩ cách. Vì vậy mới xuất hiện quần thể tán tu đi đến các nơi nguy hiểm tìm kiếm cơ duyên. Ví dụ như tiến vào rừng sâu núi thẳm tìm linh dược, săn yêu thú. Rồi đổi lấy tài nguyên tu luyện mà mình muốn. Thêm một ví dụ nữa, tình báo cũng là một biện pháp của tán tu kiếm tài nguyên. Lần này đệ tử nhà họ Lôi nghe ngóng được tin tức về mấy cô vợ của Dương Bách Xuyên từ một tán tu kiếm tài nguyên. Tất nhiên cụ thể có chính xác hay không thì còn phải xác định. Ở phương diện này, có một số kẻ vì tài nguyên mà tung tin giả. Đệ tử nhà họ Lôi cũng không chắc chắn, cho nên trước tiên Dương Bách Xuyên phải xác định thông tin là thật hay giả. Đệ tử nhà họ Lôi kể rằng lúc đó sau khi hắn ta nhận được tin tức, bởi vì tên tán tu kia phải theo đoàn đi man hoang săn bắn nên không thể xác minh, mà vội vàng đi man hoang. Bây giờ hắn ta dẫn Dương Bách Xuyên đi tìm người, hẳn là tên tán tu kia đã về rồi. Theo Dương Bách Xuyên biết thì tán tu hoạt động ở thành lâm giới tương tự như khách phiêu lưu ở Sơn Hải giới năm xưa, cũng có một số nhiệm vụ do thương hội lớn mạnh phát ra cho các tán tu mạo hiểm này nhận nhiệm vụ. Ví dụ như một số ủy thác của thương hội hoặc tu sĩ mạnh, bọn họ cần thiên tài địa bảo gì thì sẽ đăng tin, tán tu mạo hiểm sẽ đi tìm, dùng thứ mình tìm được đổi lấy tài nguyên tu luyện mình cần. Ở thành lâm giới có rất nhiều phân bộ thương hội. Theo lời đệ tử nhà họ Lôi nói thì địa điểm hoạt động của những tán tu kia chính là các thương hội. Mà tên tán tu có khả năng từng nhìn thấy mấy cô vợ của Dương Bách Xuyên đi vào vô gian cốc tên là Nguyên Vô Thường, là một kẻ lõi đời ở thành lâm giới, bình thường nguồn tin khá ổn, rất nhiều người tìm ông ta mua tin. Nhưng giá cả không rẻ, mà uy tín của Nguyên Vô Thường ở thành lâm giới không cao, tin tức bán ra nửa đúng nửa sai. Ông ta còn lắm tật xấu, tham tiền háo sắc to gan. Nhưng đôi khi cũng nhát như cái, thích chiếm lợi vặt. Ý của đệ tử nhà họ Lôi là độ tin cậy không cao, còn cần xác minh. Cho nên ban đầu lúc Nguyên Vô Thường nói có mấy nữ nhân tiến vào vô gian cốc, đệ tử nhà họ Lôi không để ý lắm, mà Nguyên Vô Thường cũng vội đi man hoang, hắn ta cũng không đuổi theo. Khổ nỗi cả thành lâm giới chỉ có duy nhất mình Nguyên Vô Thường từng gặp, Dương Bách Xuyên thì lại thà tin là có chứ không thể không tin. Mấy cô vợ quá quan trọng với hắn. Vì vậy dù chỉ có chút ít thông tin hắn cũng không bỏ qua. Đệ tử nhà họ Lôi dẫn Dương Bách Xuyên tới thành Đông Thành Lâm Giới. Nơi này được gọi là phố thương hội, cả con phố có tới hàng nghìn phân bộ thương hội có lớn có nhỏ, gần như là hội tụ hơn nửa phân bộ thương hội ở tu chân giới. Đây cũng là nơi tán tu tụ tập. Theo lời giới thiệu của đệ tử nhà họ Lôi, hôm nay Nguyên Vô Thường đã từ man hoang trở về, một tay lõi đời như ông ta tất nhiên có cứ điểm của mình ở phố thương hội. Hai người đi một mạch lướt qua từng cửa hàng. Khoảng nửa canh giờ sau, họ đến trước một cửa hàng lụp sụp, Dương Bách Xuyên thấy trên cửa còn chẳng có biển hiệu. Dương Thánh Chủ, đây là nhà của Nguyên Vô Thường, đệ tử nhà họ Lôi nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, ra hiệu cho hắn ta gõ cửa. Thoạt nhìn cửa hàng này có diện tích khá lớn, ban ngày ban mặt mà cửa đóng chặt. Nguyên Lão Đầu. Đệ tử nhà họ Lôi gọi to. Sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào, có vẻ là khách quen. Hai người một trước một sau đi vào. Bên trong tối om, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi rượu gay mũi. Đại sảnh rộng hơn 100 mét vuông, đặt mười mấy bộ bàn ghế tàn tạ bẩn thỉu. Cả đại sảnh bày la liệt đủ mọi thứ, nào là xương yêu thú, nào là kỳ thạch. Tóm lại là rất bừa bộn bẩn thỉu. Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên trong góc. Nhóc con là họ Lôi đến làm chi? Dương Bách Xuyên giật mình khi nghe thấy giọng nói này. Thật ra bắt đầu từ lúc bước vào hắn đã quan sát đại sảnh này, muốn nhìn xem có ai ở đây không? Hay nói chính xác hơn là hắn muốn xem Nguyên Vô Thường trong lời kể của đệ tử nhà họ Lôi là người như thế nào? Trong thần thức hắn không phát hiện thấy có người, nhưng sau khi giọng nói này vang lên, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một ông già lôi thôi nằm trên ghế gỗ ở một góc đại sảnh, trông như đang giả vờ ngủ. Điều này chứng tỏ người nãy vẫn luôn ở trong góc. Nhưng bất kể là trong tầm mắt hay thần thức, hắn đều không phát hiện ra sự tồn tại của đối phương. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ nói lên ông già này tuyệt đối không đơn giản. Tên họ Dương nào đó tự thấy mình có thần thức cường đại. Cho dù là tu sĩ cấp bậc phi thăng cảnh cũng có rất ít người tránh được thần thức của hắn dò xét. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên hắn gặp phải một tu sĩ đại thừa đại viên mãn tránh được thần thức và tầm mắt của mình.
Dương Bách Xuyên không cần hỏi cũng biết ông già này chính là Nguyên Vô Thường, tán tu lõi đời trong lời kể của đệ tử nhà họ Lôi. Trước khi đến đây, đệ tử nhà họ Lôi từng nói Nguyên Vô Thường là một tu sĩ đại thừa đại viên mãn, Dương Bách Xuyên nghe xong cũng không để ý. Mặc dù hiện tại hắn là tu vi đại thừa trung kỳ, nhưng ngay cả khi đối mặt với tu vi phi thăng cảnh, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Tuy nhiên, khi Nguyên Vô Thường lên tiếng, Dương Bách Xuyên phát hiện ra sự tồn tại của Nguyên Vô Thường, trong lòng hắn chấn động. Ông già Nguyên Vô Thường tu vi đại thừa đại viên mãn này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Nhất định là có chỗ hơn người. Nghĩ kỹ thì thấy cũng đúng, Nguyên Vô Thường có thể lăn lộn ở vùng man hoang gần thành lâm giới này, lăn lộn trong các thương hội lớn, lại còn có tiếng là kẻ lõi đời, ắt hẳn công ta có chỗ hơn người. Trên đời có vô số tu sĩ, đạo tu chân biến hóa khôn lường. Hôm nay Dương Bách Xuyên gặp phải một tu sĩ mà thần thức và hai mắt của hắn không phát hiện ra sự tồn tại, sau nỗi chấn động hắn cảm thấy chuyện này cũng bình thường thôi. Hắn cũng thầm cảnh tỉnh bản thân, ở tu chân giới, khi đối mặt với các tu sĩ trên thế gian, cảnh giới tu vi không tượng trưng cho thực lực, khi đối mặt với mọi thứ trên thế gian phải luôn giữ cảnh giác và lòng kính sợ, đó mới là đạo tu chân. Chấm. Trong đầu Dương Bách Xuyên suy nghĩ mấy chuyện này, đồng thời mắt cũng quan sát Nguyên Vô Thường đang nằm kia giả vờ ngủ. Lúc này, đệ tử nhà họ Lôi đi tới chỗ Nguyên Vô Thường, dường như hắn ta đã quen với tình huống này, chép miệng nói, Nguyên lão đầu, ta đến tìm ngươi giao dịch đây. Sao vậy kìa, ngươi tiếp khách như vậy đấy hả? Nhóc con nhà họ Lôi sức láo, có lần nào ngươi đến mà không chiếm hời không? Nếu không phải lão phu nể mặt ngươi là tôn tử của Lôi lão hổ, thì lão phu không cho ngươi vào cửa đâu. Nguyên Vô Thường vẫn lười biếng nằm trên ghế, nhắm mắt nói. Dương Bách Xuyên đứng nghe bên cạnh, đã nhìn ra đệ tử nhà họ Lôi và lão đầu này tiếp xúc khá nhiều. Có điều hắn không ngờ tên đệ tử nhà họ Lôi này lại là cháu trai của Lôi lão hổ, dù sao từ đầu đến giờ hắn chưa từng hỏi đối phương. Đệ tử nhà họ Lôi nghiêm mặt nói, Nguyên lão đầu, lần này ta đến tìm ngươi giao dịch thật đấy. Ta xin giới thiệu vị này là Vân Môn. Chào Nguyên đạo hữu, ta là Bách Xuyên, bạn của Lôi gia chủ. Dương Bách Xuyên cắt ngang lời giới thiệu thân phận của đệ tử nhà họ Lôi. Hiện giờ hắn và Vân Môn Tiên Cảnh là nhân vật nổi tiếng ở tu chân giới, người nổi tiếng tất nhiên sẽ rước nhiều phiền phức. Để tránh rắc rối không cần thiết, Dương Bách Xuyên quyết định không tiết lộ thân phận của mình. Dù sao hiện tại bên cạnh hắn không có nhóm đại yêu chuột vương, tử hoàng, chỉ một mình lẻ loi. Hắn chỉ đến để hỏi thăm tin tức, không muốn thêm rắc rối. Dương Bách Xuyên nói xong, chỉ nghe thấy Nguyên Vô Thường lạnh nhạt đáp ừ, thái độ thờ ơ. Điều này khiến Dương Bách Xuyên không thoải mái, nhưng cũng đành chịu thôi. Lần này hắn đến đây là có việc nhờ vả, mục đích là tìm kiếm thông tin về mấy cô vợ, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Nguyên lão đầu, chúng ta đến vì tin tức ở Vô Gian Cốc mà lần trước ta tìm ngươi hỏi thăm. Dứt khoát chút đi, chúng ta cần biết thông tin chi tiết. Đệ tử nhà họ Lôi nói thẳng. Chỉ thấy Nguyên Vô Thường nằm đó hờ hững cất lời, ha ha. Tin tức đó là thật. Hơn nữa lão phu dám đảm bảo ngoại trừ lão phu ra, cả thành lâm giới này không có ai từng gặp. Ta có đá ảnh tượng ghi lại, nhưng mà nhóc con nhà họ Lôi à, chắc hẳn ngươi cũng biết quy tắc của lão phu nhỉ. Muốn bao nhiêu cứ nói thẳng, đệ tử nhà họ Lôi nói. Cõi lòng Dương Bách Xuyên khẽ run lên, không ngờ Nguyên Vô Thường thật sự có tin tức, hơn nữa còn có đá ảnh tượng ghi lại. Nếu là thật thì đây chính là một niềm vui bất ngờ. Lúc này, Nguyên Vô Thường nhấc một ngón tay, thản nhiên nói, 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Ngươi, Nguyên lão đầu, sao ngươi không đi cướp luôn đi? Bình thường hỏi thăm một tin tức nhiều nhất cũng chỉ 1.000 linh thạch mà thôi. Lần này ngươi đòi những 10 vạn linh thạch thượng phẩm, đệ tử nhà họ Lôi nổi giận đùng đùng. Ha ha, nhóc con à, 10 vạn linh thạch thượng phẩm là lão phu nể mặt Lôi lão hổ rồi đấy. Đây là đá ảnh tượng duy nhất đấy có biết không? Hơn nữa, hôm nay lão phu bán đá ảnh tượng cho các ngươi thì gánh phải chịu mạo hiểm rất lớn. Nói thật cho ngươi vậy, chuyện này dính dáng đến một thế lực cực kỳ khó chơi, không khéo tính mạng lão phu sẽ gặp nguy hiểm, 10 vạn linh thạch thượng phẩm không đắt chút nào. Chỉ một câu thôi, có muốn không? Không muốn thì bây giờ lão phu sẽ phá hủy đá ảnh tượng. Trong lúc Nguyên Vô Thường nói chuyện, trong tay lóe sáng, một viên đá ảnh tượng xuất hiện. Uy hiếp trắng trợn,
không cần thì phá hủy. Lúc này, Dương Bách Xuyên cuống rồi, 10 vạn linh thạch thượng phẩm, thành giao. Đành chịu thôi, tin tức liên quan đến mấy người vợ, hắn không thể không căng thẳng. Hiện tại đối với hắn mà nói, 10 vạn linh thạch không đáng là bao. Đương nhiên sao hắn lại không nhìn ra lão già Nguyên Vô Thường cố ý chứ? Có lẽ là hắn quá để ý quá căng thẳng, bị lão già này phát hiện ra điều gì đó, cho nên ông ta mở miệng đòi 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Dương Bách Xuyên vung tay lấy ra 10 vạn linh thạch thượng phẩm, chất đống trước mặt Nguyên Vô Thường. Tức thì cả đại sảnh tối om được 10 vạn linh thạch chiếu sáng lấp lánh. Ôi chao! Rốt cuộc Nguyên Vô Thường cũng mở mắt ra, từ trên ghế bật dậy, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm vào một đống linh thạch to đùng, hai mắt phát sáng. Ông ta cười khằng khặc, vung tay thu toàn bộ 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Lúc này ông ta mới nghiêm túc nhìn Dương Bách Xuyên, vị đạo hữu này ra tay bất phàm, xem ra người tìm những nữ nhân kia chính là ngươi, lão phu không đoán sai. Đá ảnh tượng này thuộc về ngươi rồi, đây là tư liệu năm đó lão phu lén ghi lại. Nói ra cũng thật tình cờ, năm đó những nữ nhân như hoa như ngọc kia bị thế lực nào đó đuổi theo, chạy vào Vô Gian Cốc, không biết bây giờ bọn họ còn sống hay đã chết. Kha kha, nếu không phải năm đó lão phu thấy mấy nữ nhân xinh đẹp thì đã chẳng tiện tay dùng đá ảnh tượng ghi lại. Không ngờ hôm nay lại bán được với giá cao 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Cảm ơn đạo hữu, kha kha. Dương Bách Xuyên nghe Nguyên Vô Thường nói vậy, trong lòng giận ngứa răng. Hắn biết ngay là lão già này nhìn ra mình căng thẳng nên mới hét giá đòi 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Nhưng giận thì giận, lúc này Dương Bách Xuyên đã lấy được đá ảnh tượng, không có thời gian để ý tới Nguyên Vô Thường, vội vàng thúc giục chân nguyên truyền vào đá ảnh tượng. Ngay sau đó, đá ảnh tượng phát ra ánh sáng, một hình ảnh chiếu trong đại sảnh. Dương Bách Xuyên nhìn thấy hình ảnh trong đá ảnh tượng. Toàn thân lập tức run lên. Quả nhiên bên trong đá ảnh tượng xuất hiện từng bóng hình quen thuộc. Chính là mấy cô vợ của hắn, tổng cộng 8 người gồm Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình, Lâm Hoan, Ninh Kha, Viên Kim Phược, Bộ Thanh Mai, và tỉ muội Lục Tuyết Hy. Trên người ai cũng chẳng chịt vết thương, vô cùng chật vật, người này dìu người kia vội vàng chạy trốn. Phía sau các nàng là 3 người mặc đồ đen, toàn thân che kín mít không nhìn rõ tướng mạo. Nhưng từ vóc dáng có thể thấy là đàn ông. Dễ nhận thấy tu vi của 3 nam tử này cao hơn mấy nữ nhân một bậc, nhưng hình như bọn họ không định giết người mà muốn bắt sống các nàng. Tuy nhiên, trong tay Triệu Nam có khốn tiên tác mà trước đây hắn để lại, đó là tiên khí. Ngoài ra, pháp khí trong tay mấy người khác cũng không tệ, còn có rất nhiều phù chú mà tỉ muội họ Lục luyện chế. Nhờ vậy bọn họ mới không bị bắt sống. Cuối cùng hình ảnh thay đổi. Dương Bách Xuyên nhìn thấy mấy nữ nhân trốn vào trong một hẻm núi đen ngòm, rõ ràng là ban ngày nhưng hẻm núi ấy chỉ toàn một màu đen. Thoáng cái đám Triệu Nam đã chạy vào hẻm núi, còn 3 kẻ mặc đồ đen truy đuổi các nàng lại dừng ngay lối vào, dường như rất e sợ hẻm núi này. Cuối cùng bọn họ dậm chân rời đi. Nhìn có vẻ như đá ảnh tượng ghi hình ở khoảng cách khá xa nên không có âm thanh, chỉ có hình ảnh. Tuy không có âm thanh, nhưng Dương Bách Xuyên nhìn hình ảnh cũng có thể tưởng tượng được tiếng gào thét tuyệt vọng của 8 người Triệu Nam lúc đó. Rắc. Dương Bách Xuyên bóp nát đá ảnh tượng trong tay, mái tóc bạc không gió mà bay, toàn thân tỏa ra sát ý, khí thế cường đại bùng nổ, trực tiếp hất bay đệ tử nhà họ Lôi bên cạnh. Cũng đụng vỡ bàn ghế khắp đại sảnh của Nguyên Vô Thường. Sau đó, hắn trầm giọng hỏi Nguyên Vô Thường, người có biết lai lịch của 3 kẻ mặc đồ đen kia không? Dương Bách Xuyên nhìn thấy hình ảnh mấy người vợ của mình bị 3 người mặc áo đen đuổi giết trong đá ảnh tượng, lửa giận ngập trời, hắn thề bất kể người đó là ai, chắc chắn hắn sẽ làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Theo lời nói lúc nãy của Nguyên Vô Thường, khả năng cao quen biết mấy người mặc áo đen kia, cho nên Dương Bách Xuyên hỏi ông ta. Kết quả lão già nhếch miệng cười nói, 5 vạn. Thật sự là một kẻ tham tài. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên không quan tâm linh thạch. Hắn vung tay lên, 5 vạn linh thạch thượng phẩm xuất hiện trước mặt Nguyên Vô Thường. Ông ta thuần thục thu hồi 5 vạn linh thạch thượng phẩm, cười nói, người của tổ chức sát thủ U Linh. Nghe xong Dương Bách Xuyên thu hồi sát ý, đây không phải lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên tổ chức sát thủ U Linh, lúc trước ở Thái Hoang Tinh Hải cũng từng nghe sư phụ nhắc đến, hơn nữa sư phụ còn nói tổ chức sát thủ U Linh và U Linh Chi Đô là một, nhưng vẫn chưa có người chứng thực.
Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên đã kéo Thánh địa U Linh Chi Đô và tổ chức sát thủ U Linh vào sổ đen, mặc kệ Thánh địa U Linh Chi Đô và tổ chức sát thủ U Linh có liên quan hay không, hắn đều không định buông tha. Hắn sẽ tiêu diệt tổ chức sát thủ này trước rồi đi tiêu diệt hoàn toàn U Linh Chi Đô, đây cũng là mong muốn của sư phụ. Trước kia từng đồng ý với sư phụ sẽ xử lý tổ chức sát thủ U Linh, tiêu diệt U Linh Chi Đô, bây giờ hắn sẽ hành động. Dương Bách Xuyên xác định đi vào Vô Gian Cốc, sau khi xác nhận đó là những cô vợ của mình, hắn cũng không có lòng ở lại, chuẩn bị rời đi đến Vô Gian Cốc. Lúc hắn bước ra cửa, lại nghe thấy Nguyên Vô Thường hỏi, đạo hữu muốn đi Vô Gian Cốc. Dương Bách Xuyên dừng lại, nhưng không quay đầu, thuận miệng trả lời, đúng vậy. Nguyên Vô Thường lại nói, chắc đạp hữu cũng biết sự nguy hiểm của Vô Gian Cốc. Có đi không có về. Dương Bách Xuyên biết sự nguy hiểm của Vô Gian Cốc, Lôi Lão Hổ cũng từng nói với hắn, lúc này bị Nguyên Vô Thường ngắt lời, Dương Bách Xuyên nói, Nguyên đạo hữu có gì xin nói thẳng. Ha ha, tiểu đạo hữu rất tinh ý, nếu vậy Lão Phu cũng không quanh co lòng vòng nữa, Lão Phu muốn giao dịch với đạo hữu. Nói đến đây Nguyên Vô Thường dừng lại, chờ Dương Bách Xuyên nói tiếp. Nói nghe thử, lúc này Dương Bách Xuyên cũng đoán được Nguyên Vô Thường muốn giao dịch thứ gì. Nguyên Vô Thường cười nói, Lão Phu có thể mang đạo hữu đi vào Vô Gian Cốc, đi thẳng đến Chu Ma Vạn Trận của Vô Gian Cốc. Toàn tu chân giới, người có thể bước vào Chu Ma Vạn Trận, Lão Phu tự xưng thứ hai không ai dám nói thứ nhất, tất nhiên chỉ có thể đưa đến bên cạnh Chu Ma Vạn Trận, xa hơn Lão Phu cũng bất lực. Tất nhiên giao dịch mà Lão Phu muốn nói là, có thể dẫn ngươi tiến vào nhưng cần phải có linh thạch, chỉ cần ngươi có linh thạch, Lão Phu sẽ đi mạo hiểm cùng ngươi. Nhưng đi vào Vô Gian Cốc cần không ít linh thạch, cũng không biết đạo hữu có trả nổi hay không thôi. Dương Bách Xuyên nói thầm lão già này đúng là không buông tha bất cứ cơ hội kiếm linh thạch nào cả. Nhìn Nguyên Vô Thường, lạnh lùng nói, ta không thiếu linh thạch, nhưng cũng không ngốc, ngươi có thể đi vào Vô Gian Cốc, ta cũng có thể, tại sao phải nhờ ngươi dẫn ta đi vào? Còn phải tốn linh thạch chứ? Hơn nữa sao ta biết được có phải thật sự có Chu Ma Vạn Trận hay không? Ta chưa bao giờ làm chuyện không chắc chắn, càng không mắc lừa, cáo từ. Dương Bách Xuyên rất phiền bộ dáng tham tiền của Nguyên Vô Thương, thật sự coi ta như kẻ ngốc. Nói xong xoay người rời đi, nhưng phía sau vang lên tiếng cười to của Nguyên Vô Thường, ông ta lớn tiếng nói, xem ra đạo hữu là một kẻ thiên chân, hoặc nói cách khác ngươi chỉ hiểu biết qua loa về Vô Gian Cốc. Nói thật cho ngươi biết, từ lối vào đi thẳng vào trong của Vô Gian Cốc đều là thượng cổ đại trận rách nát. Có vài trận pháp vẫn còn đang vận chuyển, hơi sơ ý có thể chết không chỗ chôn. Từ xưa đến nay có vô số tu sĩ táng thân ở Vô Gian Cốc, đa số có vào không ra, cho dù không chết cũng bị vây chết ở trong, đây mới chỉ là rìa ngoài của Vô Gian Cốc, nơi Lão Phu dẫn người đến Chu Ma Vạn Trận thuộc về sâu bên trong Vô Gian Cốc. Đoạn đường Chu Ma Vạn Trận kia là một đại trận Chu Ma tương đối hoàn chỉnh, có hơn ngàn trận. Lão Phu là người duy nhất trong suốt vạn năm nay đi đến bên cạnh Chu Ma Vạn Trận, cho dù ngươi là cường giả phi thăng đỉnh phong, không có kinh nghiệm tiến vào Vô Gian Cốc cũng sẽ ngã xuống ở đó. Kết quả tốt nhất, cho dù ngươi cực kỳ mạnh, cho dù ngươi có thể đi vào sâu bên trong Vô Gian Cốc thì sao? Ngươi cũng phải mất rất nhiều thời gian, ít thì mấy chục năm, nhiều thì mấy trăm năm. Bây giờ ngươi có thể không làm giao dịch này với Lão Phu. Mặc dù những mặt khác ở thành lâm giới của Lão Phu không tốt, nhưng ngươi có thể đi hỏi thăm, sau khi Lão Phu thu linh thạch đã bao giờ không thực hiện chưa? Dương Bách Xuyên nghe thấy vậy, nghĩ lại cũng có lý, đặc biệt lúc ông ta nói đến vấn đề thời gian đã chọc trúng tâm tư của Dương Bách Xuyên. Đúng như lời của Nguyên Vô Thường, hắn có tự tin có thực lực, có lẽ có thể đi vào sâu bên trong Vô Gian Cốc, nhưng vấn đề là hắn sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian. Mà hiện tại đối với Dương Bách Xuyên, thời gian là thứ quý giá nhất, hắn còn không biết sau khi đi vào Vô Gian Cốc, mấy người vợ của mình sẽ ra sao. Có phải hay không đã gặp chuyện không may ở Vô Gian Cốc? Hay bị nhốt trong cổ trận nào đó? Nếu thật bị nhốt ở bên trong, thời gian chính là sinh mệnh. Cho nên Dương Bách Xuyên rất động lòng với lời này của Nguyên Vô Thường. Hắn thấy Nguyên Vô Thường cũng không giống như đang ba hoa trích chòe. Nếu đúng như lời của ông ta là người duy nhất đặt chân đến Chu Ma Thiên Trận trong 5.000 năm nay, Dương Bách Xuyên cảm thấy trả giá bao nhiêu linh thạch cũng rất đáng giá. So với những cô vợ của mình, linh thạch không là gì cả,
cho dù táng ra bại sản cũng không tiếc. Hơn nữa theo lời của Nguyên Vô Thường, có ông ta dẫn đường hắn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nhìn chằm chằm Nguyên Vô Thường, Dương Bách Xuyên nói, cần bao nhiêu linh thạch? Hắn quyết định tin Nguyên Vô Thường. Bởi vì không có lựa chọn, chỉ có chính hắn biết hắn đang lo lắng đến mức nào. Nguyên Vô Thường nghe thấy Dương Bách Xuyên hỏi dã, mỉm cười giơ lên một ngón tay. Dương Bách Xuyên nhíu mày nói, được, 10 vạn thượng phẩm thì 10 vạn thượng phẩm, thành giao, người dẫn ta đi Vô Gian Cốc. Ha ha, Nguyên Vô Thường mỉm cười lắc đầu nói, lần này không phải 10 vạn thượng phẩm, mà là 100 vạn thượng phẩm. Lão Phu đã dừng ở bình cảnh của Đại Thừa Đỉnh Phong hơn 1.000 năm, cần đột phá, cần một lượng linh thạch khổng lồ đi mua sắm vài loại thiên tài địa bảo đột phá, nếu không Lão Phu sẽ không mạo hiểm xông vào Vô Gian Cốc hiểm ác kia đâu. Cho nên mặc dù ta muốn ngươi 100 vạn linh thạch, nhưng đồng thời cũng cùng mạo hiểm sinh mạng đi vào Vô Gian Cốc với ngươi. 5.000 năm trước trải qua 9 sống 1 chết, cuối cùng Lão Phu cũng đi ra khỏi Chu Ma Vạn Trận, nếu không phải vì đột phá bình cảnh, Lão Phu cũng sẽ không đi mạo hiểm. Nói xong Nguyên Vô Thường nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên chờ hắn trả lời. Dương Bách Xuyên thực sự bị 100 vạn linh thạch dọa sợ, mặc dù hắn không thiếu linh thạch nhưng 100 vạn quá lớn, không phải muốn là lấy ra ngay. Nhưng hắn không có lựa chọn. Trầm ngâm một lúc, Dương Bách Xuyên nói, được, ta đồng ý, nhưng hiện tại trên người ta chỉ còn 30 vạn linh thạch thượng phẩm, ta có thể trả 70 vạn linh thạch sau được không? Được, bây giờ đưa tạm cho Lão Phu 30 vạn linh thạch, 70 vạn còn lại đưa sau cũng được. Nguyên Vô Thường đồng ý, nói. Nghe vậy Dương Bách Xuyên hơi sửng sốt, ngươi không sợ ta lừa ngươi. Ha ha ha, Lão Phu tin tưởng Thánh Chủ Vân Môn Tiên Cảnh Dương Bách Xuyên sẽ không lừa một tán tu 70 vạn linh thạch, không đến mức đúng không? Nguyên Vô Thường nói toạc ra thân phận của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên ngẩn người, hỏi, ngươi biết ta? Độ thiên kiếp cửu cửu, diệt thánh địa vạn linh, làm 4 thánh chủ của thánh địa Thiên Kiếm Sơn, U Linh Chi Đô, Thần Phù Linh Tông, Bách Luyện Sơn Trang nhận thua, tống tiền 4 thánh chủ 40 vạn linh thạch, có ai không biết đến Thánh Chủ Vân Môn Tiên Cảnh Dương Bách Xuyên chứ? Nguyên Vô Thường kể ra sự tích của Dương Bách Xuyên. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng hiểu ngay từ đầu ông ta đã biết được thân phận của hắn, buồn cười ở chỗ hắn còn tưởng người ta không biết. Xem ra Nguyên Vô Thường biết hắn là Thánh Chủ Vân Môn Tiên Cảnh, biết hắn không thiếu linh thạch nên cố ý độn giá. Cũng có thể nói hắn bị ông ta tính kế. Nhưng Dương Bách Xuyên không quan tâm, 100 vạn thì 100 vạn, hắn cần tin tưởng Nguyên Vô Thường, yêu cầu một người dẫn đường quen thuộc Vô Gian Cốc. Dương Bách Xuyên vung tay lên đưa hết 30 vạn linh thạch cho Nguyên Vô Thường, tổng cộng hôm nay hắn đã tiêu 45 vạn linh thạch cho Nguyên Vô Thường, trong đó có 40 vạn hắn tống tiền 4 thánh chủ. Hiện tại hắn đã đưa tất cả linh thạch trên người cho Nguyên Vô Thường, còn nợ 70 vạn linh thạch, nhưng hiện tại Vân Môn Tiên Cảnh không thiếu 70 vạn linh thạch, chờ sau khi trở về Dương Bách Xuyên sẽ trả đủ cho Nguyên Vô Thường. Nếu có thể tìm được mấy người vợ, bỏ nhiều thêm cũng không sao. Sau khi giao dịch thành công, Dương Bách Xuyên và Nguyên Vô Thường xuất phát đi Vô Gian Cốc. Từ Thành Lâm Giới đến Vô Gian Cốc còn một đoạn rất xa, theo lời Nguyên Vô Thường, không có truyền tống trận bọn họ phải đi ít nhất 10 ngày mới đến được Vô Gian Cốc. Trong đó có vài nơi có thể phi hành, có vài nơi chỉ có thể đi bộ, ra khỏi địa giới Thành Lâm Giới là hoang dã, trong hoang dã có quá nhiều nguy hiểm, nhưng Nguyên Vô Thường nói, có Lão Phu dẫn được, mấy chuyện này không thành vấn đề. Dương Bách Xuyên câm miệng không nói gì, hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng Nguyên Vô Thường, lúc này cũng sẽ giữ cảnh giác. Trà trộn trong tu chân giới lâu như vậy, cũng từng đi vào Thái Hoang Tinh Hải, Dương Bách Xuyên không phải chưa từng nhìn thấy hoàn cảnh ác liệt. Đối với hắn chỉ có thực lực mới là thật, mọi việc dựa vào chính mình mới an tâm nhất. Nguyên Vô Thường chỉ là một dẫn đường do hắn tiêu tiền tìm đến, dọc đường đi cũng phải luôn phòng bị ông ta. Đừng nhìn Nguyên Vô Thường chỉ là một tu sĩ đại thừa đại viên mãn, nhưng Dương Bách Xuyên lại không nhìn thấu ông ta nên dọc đường luôn trong trạng thái đề phòng. Dương Bách Xuyên biết có thể sống lây như vậy, ngay cả tiền của Thánh Chủ Vân Môn Tiên Cảnh cũng dám kiếm, ông ta tuyệt đối là một người có lòng dạ sâu nặng. Tham tài, gan lớn, thực lực sâu, tâm tư tỉ mỉ, đây là những gì Dương Bách Xuyên thấy được từ trên người Nguyên Vô Thường. Mặc dù đã tiêu phí 45 vạn linh thạch cho ông ta nhưng Dương Bách Xuyên phát hiện không phí tiền, ít nhất hiện tại đã thể hiện được kinh nghiệm trong hoang dã của Nguyên Vô Thường.
dự đoán 10 ngày mới đến được vô gian cốc, nhưng trên thực tế bọn họ chỉ dùng 7 ngày đã đến được cửa cốc. Sớm hơn dự tính 3 ngày, trong 7 ngày này, sau khi đi vào hoang dã, dọc đường đi tránh thoát rất nhiều địa bản yêu thú hoang dã, hóa giải công kích của yêu thú, quanh co lòng vòng đi xuyên qua hiểm địa, mặc dù có mạo hiểm nhưng đều bình an. Sau 7 ngày cuối cùng hắn cũng nhìn thấy hẻm núi đen nhánh từng nhìn thấy trong đá ảnh tượng. Trong lúc này Nguyên Vô Thường cũng dùng hành động chứng minh năng lực của mình, tất nhiên cũng đụng phải một vài nguy hiểm, nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy đều là chuyện nhỏ. Nhưng nếu đổi thành hắn đi một mình, chắc chắn sẽ không đến được nơi này trong 7 ngày, 10 ngày cũng chưa chắc. Cho nên từ đây cũng thấy được Nguyên Vô Thường có chỗ hơn người. Dương Bách Xuyên cũng biết khảo nghiệm thực sự ở vô gian cốc, tiếp theo mới thực sự gian nan. Mặc dù Dương Bách Xuyên chưa bao giờ đến vô gian cốc, nhưng hắn từng nghe Lôi Lão Hổ nói qua tình hình của vô gian cốc, đây từng là chiến trường của hai bên chính ma thượng cổ, từng bùng nổ trận chiến giữa người tu chân và người tu ma, từng có tiên nhân tiên giới và chân ma xuống hạ giới chiến đấu. Có thể tưởng tượng được nơi này chắc chắn không bình thường. Chỗ nào cũng nguy hiểm. Theo lời kể của Nguyên Vô Thường, lý do không ai dám đi vào vô gian cốc là vì trong sơn cốc tràn ngập ma khí, người tu chân không thể sinh tồn trong đó. Bởi vì ma khí và chân nguyên của người tu chân xung đột lẫn nhau như nước với lửa, hơn nữa nơi đây còn lưu lại tiên huyết và ma huyết của tiên nhân và chân ma chết trận, đây mới là thứ đòi mạng. Nguyên Vô Thường cũng nói, rất nhiều tu sĩ đi vào mạo hiểm, đa số đều phải phong bế khiếu huyệt toàn thân vì sợ bị ma khí ảnh hưởng. Sau khi đến cửa cốc, Dương Bách Xuyên nhìn lại, toàn bộ sơn cốc bị bao phủ trong ma khí đen nhánh, nhưng ma khí này chỉ ngưng tụ trong sơn cốc, không tràn ra ngoài. Nhưng Dương Bách Xuyên không hề sợ hãi, hắn có Càn Khôn Tạo Hóa Quyết, có thể hấp thu luyện hóa tất cả lực lượng trên thế gian, trong cơ thể cũng có mệnh tinh thái M, mở ra cánh cửa U Đô có thể đưa lực lượng không thể hóa giải trong cơ thể vào cánh cửa U Đô. Hắn cũng có mệnh tinh thái Dương, không hấp thu được thì có thể luyện hóa. Còn có M sát tinh trong thập đại phụ tinh có thể hấp thu ma khí âm sát cho chính mình. Nhìn vô gian cốc, Nguyên Vô Thường nói, Dương Thánh Chủ, từ giờ trở đi ngươi phải theo sát lão phu, sau khi đi vào vô gian cốc, thứ đáng sợ nhất không phải ma khí âm sát mà là yêu thú bị ma hóa và cỏ cây bị biến dị, chỗ nào cũng có thứ đòi mạng. Còn có một đám trận pháp tàn phá, cũng có một vài chỗ có hoàn cảnh ác liệt, có vài thứ làm người khó lòng phòng bị. Nơi này không những chôn vùi tu sĩ tiên ma thượng cổ, cũng có rất nhiều người tu chân đến đây mạo hiểm rồi táng thân ở nơi này, đây là nơi ăn thịt người không nhả xương. Nghe xong Dương Bách Xuyên cũng có chút sởn da gà, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ngay sau đó trên người Nguyên Vô Thường lóe lên, một áo choàng đen xuất hiện phủ lên người chỉ lộ ra khuôn mặt, sau đó nói với Dương Bách Xuyên, thứ này dùng để chống đỡ khí ma sát, không có nhiều, Dương Thánh Chủ phong bế khiếu huyệt cũng có thể chống đỡ khí ma sát. Đi thôi. Nói xong dẫn đầu đi lên trước. Dương Bách Xuyên méo miệng đuổi kịp, hai người sóng vai cùng đi, nói, pháp y có thể chống đỡ khí ma sát, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy, Nguyên đạo hữu cũng là cao thủ luyện khí. Hai người cũng đều biết thân phận của đối phương, xưng hô cũng thay đổi, Nguyên Vô Thường cũng không gọi Dương đạo hữu nữa, mà đổi thành Dương Thánh Chủ. Rảnh rỗi nghiên cứu mấy thứ này thôi, cả đời này lão phu thích chơi mấy thứ đường ngang ngõ tắt. Kết quả chậm trễ tu hành, nếu không vạn năm trước ta đã phi thăng lên tiên giới. Nguyên Vô Thường nói, khóe miệng của Dương Bách Xuyên co giật, nghĩ thầm, bản lĩnh khoác lác cũng không nhỏ, vạn năm trước có thể phi thăng còn kẹt ở bình cảnh đại thừa, còn chưa đột phá cảnh giới phi thăng. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng không chọc phá ông ta. Vài phút sau, Dương Bách Xuyên và Nguyên Vô Thường đứng trước một cửa sơn cốc tràn đầy khí ma sát. Ngẩng đầu nhìn lên. Bề rộng của cửa cốc khoảng mấy ngàn mét, hai sườn là những ngọn núi cao chọc trời, toàn bộ cửa cốc bị bao phủ trong ma khí, từ xa nhìn lại một mảnh đen nhánh, sau khi đi vào thì tối tăm mù mịt nhưng không ảnh hưởng đến tầm mắt. Khí ma sát giống như một cái chắn kết giới dựng đứng ở cửa cốc, hai bên cách một bước nhưng giống như hai thế giới khác nhau. Cũng không biết vô gian cốc lớn đến mức nào, sâu bao nhiêu. Lúc này chỉ thấy Nguyên Vô Thường trực tiếp nhấc chân đi về phía cái chắn ma khí. Thấy Nguyên Vô Thường đi vào, Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi, Nguyên lão đầu, cứ vậy đi vào trong hả? Lúc này một chân của Nguyên Vô Thường đã xuyên qua tấm chắn, nghe vậy, cười nói, ha ha, không quan trọng, cái chắn này không có cấm chế, chỉ ngăn cách ma khí không tràn ra ngoài cốc, không ảnh hưởng đến có người ra vào, không có tính công kích.
không sợ sinh linh bên trong chạy ra, hoặc có tu sĩ không biết đi vào toi mạng. Dương Bách Xuyên khó hiểu hỏi. Ngươi không biết chứ, sinh linh ra đời ở Vô Gian Cốc đều là dị loại, không biết vì sao chưa bao giờ đi ra. Tu sĩ bên ngoài đi vào. Ha ha, mọi người đều biết Vô Gian Cốc là nơi hiểm ác, ai sẽ ngại mạng của dài đi vào vứt mạng. Chỉ có lão phu có lòng từ bi đi cùng với Dương Thánh Chủ vào trong, các tu sĩ khác mới không đi vào đây, cũng không có lá gan đi vào, đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Nói xong Nguyên Vô Thường đi vào, thân hình biến mất. Nhưng xuyên qua cái chắn ma sát, Dương Bách Xuyên vẫn mơ hồ nhìn thấy thân hình của Nguyên Vô Thường. Sau đó hắn cũng cẩn thận đi vào trong. Bước một chân qua, quả nhiên không kích phát cấm chế gì cả, không có lực lượng công kích nào, chẳng qua có thể cảm nhận được ma sát chí ấm xâm nhập vào thân thể. Người khác không dám hấp thu ma khí âm sát, nhưng Dương Bách Xuyên lại rất bình thường. Sau khi không cảm nhận được phản ứng không khỏe gì, Dương Bách Xuyên trực tiếp bước vào. Sau đó tầm nhìn bị hạn chế, nơi nào giống như loại trạng thái giao giữa đêm tối sau khi hoàng hôn kết thúc. Miễn cưỡng có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh bằng mắt thường. Dương Bách Xuyên nhìn thấy nơi này cũng giống với sơn cốc bình thường, đều có cỏ cây thảm thực vật, khác ở chỗ hoàn toàn đã biến dị. Sắc màu chính của cỏ cây thảm thực vật là màu xanh lục, nhưng ở chỗ này là màu đen, đen phát sáng, có vài cái màu đỏ hoặc xám, dù sao hoàn toàn khác với bên ngoài. Ngay cả bùn đất cũng là màu đen sẫm, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Làm người không thoải mái. Linh khí hoặc nói cách khác ma sát trong sơn cốc vô cùng dày đặc, gấp mấy trăm lần bên ngoài. Dương Bách Xuyên còn cảm nhận được ma khí nơi này không giống bình thường, nhớ đến lời kể của Lôi Lão Hổ, nơi này có máu tiên nhân và máu chân ma, tiên ma và tu sĩ đều ngã xuống ở chỗ này, ma khí và tiên khí hỗn hợp lại hình thành lực lượng biến dị. Lực lượng này có thể biến đổi theo hướng âm hoặc dương, nghĩa là cả tu chân giả lẫn tu ma giả đều không tiêu hóa nổi. Mà dù có nổi thì cũng cần sử dụng rất nhiều sức lực mới luyện hóa được nó. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Nguyên Vô Thường lại tự ngăn cách bản thân, đồng thời bảo hắn phong bế toàn bộ khiếu huyệt, đừng hấp thu thứ lục lượng này. Có điều chuyện này với hắn mà nói chẳng hề hấn gì, sau khi chuyển vận càn khôn tạo hóa và thúc dục mệnh tinh, cảm giác khó chịu trong người lập tức tan biến, hơn nữa còn thành công luyện hóa lục lượng vừa tiến vào cơ thể, biến chúng thành dạng bản thân sử dụng được. Có mệnh tinh âm dương ở đây, dù là thứ lực lượng gì cũng chỉ là chuyện còn con, nếu là chí âm xông vào sẽ thành mệnh tinh thái âm, còn chí dương thì là mệnh tinh thái dương. Hoàn toàn không gây hại được gì cho hắn cả. Lúc hắn đang điều hòa luồng lực lượng trong cơ thể, bên tai bỗng vang lên giọng nói đầy bối rối của Nguyên Vô Thường, ngươi. Ngươi có thể hấp thu thứ sức mạnh này. Vừa quay đầu lại, đập vào mắt là cảnh Dương Bách Xuyên đang ung dung hấp thu sức mạnh của Vô Gian Cốc. Thử hỏi sao Nguyên Vô Thường có thể không ngạc nhiên cho được. Ai trong giới tu giả không biết tới thuộc tính của thiên địa linh khí ở Vô Gian Cốc này chứ? Đó là sức mạnh còn sót lại từ cuộc đại chiến tiên ma thời thượng cổ đấy, làm gì có tu sĩ nào tiêu hóa nổi nó. Toàn bộ Vô Gian Cốc đã bị biến dị, mọi thứ ở đây quái lạ vô cùng, tất cả là do có thứ sức mạnh đó hiện diện giữa thiên đại. Trong suốt lịch sử thời cận đại, quả thật không một tu sĩ nào đủ khả năng luyện hóa thứ sức mạnh biến dị này. Đối diện với dáng vẻ sợ hoảng hồn của Nguyên Vô Thường, Dương Bách Xuyên chỉ khẽ mỉm cười, tới ông còn có thể luyện chế ra được áo cà sa ngăn cản âm sát ma khí, vậy tại sao ta lại không thể hấp thu sức mạnh ở đây chứ? Hắn không giải thích kỹ càng cho Nguyên Vô Thường hiểu, càng sẽ không nói cho ông ta biết về lực lượng hệ thống trong người mình. Đứng trước lão già này, hắn phải giấu nghề. Vì trước giờ giữa hai người họ chỉ tồn tại thứ quan hệ mua bán, có qua có lại, chứ tuyệt đối không tin tưởng gì đối phương. Nguyên Vô Thường từng điều tra về hắn, nhưng hắn lại chẳng biết tí gì về lão già này, thông tin duy nhất hắn có là ông ta là một lão tán tu lõi đời mà thôi. Nghe thấy câu trả lời này, Nguyên Vô Thường lập tức hiểu ra Dương Bách Xuyên không muốn nói cho ông ta biết, nhưng ông ta cũng chẳng hỏi tới làm gì, tu chân giả nào mà không có chút bí mật chứ. Dương Bách Xuyên không muốn nói, đó là quyền tự do của người ta, nhưng ấn tượng về hắn của Nguyên Vô Thường cũng vì vậy mà thay đổi. Lần đầu tiên hai người họ gặp mặt, tu vi của hắn chỉ mới là đại thừa trung kỳ, nói khó nghe chút nhưng quả thật không là cái đinh gì trong mắt Nguyên Vô Thường cả. Lúc đó, Nguyên Vô Thường cho rằng những lời đồn thổi về Dương Bách Xuyên và vân môn tiên cảnh hẳn chỉ là một phần của sự thật. Tỷ như mạnh đến nỗi khiến thánh chủ của tứ đại thánh địa là núi Thiên Kiếm, thần Phù Linh Tông.
U Linh Chi Đô và Bách Luyện Sơn Trang phải khuất phục chẳng hạn. Sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, Nguyên Vô Thường đã nghĩ đó chỉ là chiêu trò tạo danh tiếng của hắn thôi. Còn điểm mạnh thật sự của Dương Bách Xuyên hẳn là nằm ở những đại yêu đi theo bên cạnh hắn. Dựa vào nguồn tin đáng tin cậy của Nguyên Vô Thường, dưới trướng của Dương Bách Xuyên có tận hơn 300 đại yêu mạnh ngang tu sĩ phi thăng cảnh, ngoài ra còn có 20.000 đại yêu sánh ngang đại thừa cảnh. Tóm lại, số lượng cao thủ đại yêu mà hắn có còn nhiều hơn cả tổng tu sĩ của mấy đại thánh địa ở tu chân giới nữa. Thế nên, trong mắt Nguyên Vô Thường, thanh danh của Dương Bách Xuyên là nhờ những đại yêu đó anh dũng giết địch mà có. Cả sự kiện tiêu diệt Vạn Linh Thánh Mẫu và hàng phục tứ đại thánh chủ cũng do một tay những thuộc hạ đại yêu của Dương Bách Xuyên làm. Có điều, hiện tại, suy nghĩ đó đã bị Nguyên Vô Thường dứt khoát bác bỏ. Một người có thể thoải mái hấp thu sức mạnh biến dị của Vô Gian Cốc mà chẳng cần kiêng nể điều chi thì sao có thể đơn giản như ông ta nghĩ chứ? Không ai hiểu rõ Vô Gian Cốc là một nơi thế nào bằng Nguyên Vô Thường, vậy nên sự việc lần này đã đổi mới cách nhìn của ông ta về Dương Bách Xuyên. Chí ít thì Nguyên Vô Thường biết thực lực chân chính của Dương Bách Xuyên chắc chắn không đơn giản chỉ là đại thừa trung kỳ mà hắn thể hiện ra bên ngoài. Nguyên Vô Thường âm thầm đề cao cảnh giác với Dương Bách Xuyên, trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, Dương Thánh Chủ đúng là thâm tàng bất lộ. Như nhau cả, thái độ của Dương Bách Xuyên dành cho Nguyên Vô Thường cũng giống vậy. Lúc này, trông hai người chẳng khác nào cáo giả đấu mắt với cáo con, không ai thăm dò, tra hỏi đối phương điều gì. Nhưng trong lòng lại kiêng dè vô cùng. Đi thôi, đường còn dài, tất cả chỉ mới bắt đầu. Nguyên Vô Thường nói một cách đầy ẩn ý với Dương Bách Xuyên. Dứt lời, ông ta không thèm để mắt tới Dương Bách Xuyên nữa mà thẳng thừng xoay người tiến về phía trước. Khắp nơi trong Vô Gian Cốc đều khoác màu u ám, không khí cũng rất tĩnh lặng. Dương Bách Xuyên bám sát theo sau Nguyên Vô Thường, một già một trẻ không ai hé răng câu nào, chỉ lo cắm đầu đi thẳng về phía trước. Đúng lúc này, Nguyên Vô Thường lại bất chợt dừng bước, Dương Bách Xuyên vội tiến lại gần, hỏi, sao thế? Cẩn thận một chút, đằng trước là tàn trận, trong này có rất nhiều trận pháp tồn tại từ thời thượng cổ, tuy không hoàn chỉnh, có chút khuyết điểm, nhưng lại không nát hẳn. Nguyên khu này đều là tàn trận cả đấy. Trong khu vực này, mỗi một lần đặt chân đều phải suy nghĩ thật kỹ càng, cẩn thận, vì chỉ cần sơ sẩy chút thôi thì sẽ tan xương nát thịt, hoặc bị giam cầm mãi mãi trong trận pháp. Mà cũng có thể sẽ bị chuyển rời vào sâu trong Vô Gian Cốc. Suốt mất chục nghìn năm trở lại đây, đã có vô số tu sĩ ở tu chân giới tiến vào Vô Gian Cốc, nhưng hết 99% bị khu vực tàn trận cản bước, chẳng mấy người đến được khu ma thiên trận mà ta từng đề cập với ngươi cả. Tóm lại, kế tiếp, Dương Thánh Chủ phải theo sát từng bước chân của Lão Phu, muốn thành công vượt qua khu vực này, không phải cứ có tu vi hùng mạnh là xong đâu, quan trọng nhất là phải nắm giữ được quy luật của tàn trận. Không phải Lão Phu thích ba hoa, nhưng ta đã từng đi qua khu vực tàn trận này không dưới nghìn lần, nói không ngoa chứ khắp thành lâm giới, chẳng có bao nhiêu người có thể sánh ngang với Lão Phu cả. Dương Bách Xuyên im lặng lắng nghe Nguyên Vô Thường nói, hiện hắn chưa biết nhiều về thủ đoạn cũng như năng lực của lão già này, thế nên tạm thời hắn vẫn cho rằng những gì ông ta vừa nói chỉ là phóng đại, còn có tài thật không thì phải thử mới biết được. Thế nên mặc cho Nguyên Vô Thường nói chàng giang đại hải, Dương Bách Xuyên chỉ mỉm cười không đáp, đồng thời ra hiệu cho Nguyên Vô Thường đi trước dẫn đường. Có ba hoa chích chòe cỡ nào thì cuối cùng vẫn phải dùng tới thực lực để nói chuyện, mà Dương Bách Xuyên cũng chẳng phải ma mới không biết gì về trận pháp, hiểu biết của hắn về trận pháp có thể chưa đến độ tinh thông nhưng ít nhất cũng ở mức quen thuộc, không xa lạ. Hơn nữa lúc trước ông cụ Vân Thiên Tà đã truyền thụ cho hắn rất nhiều tri thức, chiếm phần lớn chính là nguyên lý về trận pháp. Mặc dù bây giờ khu vực trận pháp mà họ sắp tiến vào là trận pháp thời thượng cổ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là tàn trận, hẳn sẽ không quá lợi hại. Nguyên Vô Thường không hề khoác lác với Dương Bách Xuyên. Ông ta và Dương Bách Xuyên đã ký kết một thỏa thuận cực lớn, tất sẽ không lừa dối Dương Bách Xuyên làm gì, với cả ông ta cũng chẳng có lá gan đó. Số lượng đại yêu ở Vân Môn Tiên Cảnh phải tính bằng đơn vị hàng nghìn, cũng chẳng phải một đám ăn không ngồi rồi. Với suy cho cùng thì Nguyên Vô Thường cũng chỉ là một tán tu, cái tính tham tài của lão cũng là để kiếm được nhiều tài nguyên hơn, gia tăng thực lực của bản thân thôi. Thế nên nếu không có chút bản lĩnh, ông ta cũng chẳng dám thoải mái cầm nhiều linh thạch của Dương Bách Xuyên như vậy, càng không có gan tiến vào Vô Gian Cốc. Đối diện với rừng cây tăm tối trước mặt, Nguyên Vô Thường hít sâu một hơi, nhấc chân tiến về phía trước, Dương Bách Xuyên bám sát ngay phía sau. Vừa đi, Nguyên Vô Thường vừa nói.
có đôi khi rừng cây trước mắt Dương Thánh Chủ đây cũng chẳng phải thực vật chân chính đâu, chưa biết chừng dưới mỗi một gốc cây tầm thường đó lại tồn tại một tàn trận, chỉ cần chạm vào là sẽ kích phát trận pháp khởi động ngay, thế nên ngươi nhất định phải bước theo dấu chân của lão phu, tuyệt đối đừng đi chệch hướng. Ta biết rồi, ông cứ yên tâm đi là được. Dương Bách Xuyên gật đầu, thật ra hắn đã nhìn thấu quỹ đạo của trận pháp nơi đây, chẳng qua nguyên lý có vẻ hơi khác với những gì hắn từng học. Cụ thể là trận pháp ở đây hình như đã dung hợp hoàn toàn với thiên nhiên xung quanh, nếu không phải chỉ là tàn trận thì chắc chắn không nhận ra nổi. Trái ngược với những trận pháp hắn được học, đại đa số chúng đều cố định, nếu phải so sánh thì loại trước không để lại dấu vết gì, hệt như do thiên nhiên tạo thành, còn loại sau thì có thể lần theo vết tích để nhận biết. Quan trọng nhất là chỉ một thay đổi nhỏ bé này thôi đủ để Dương Bách Xuyên cảm nhận được áp lực nặng nề, cũng có cái nhìn khác về nguyên lý của cổ trận. Hai người một trước một sau đi trong rừng cây u tối, bước chân của Nguyên Vô Thường trông có vẻ rất hỗn loạn, nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên lại là thiên tinh địa sát bộ, một cách bước đi để tìm cửa sinh, cũng là cách an toàn nhất để sấm trận. Trông dáng vẻ thuần thục của Nguyên Vô Thường, Dương Bách Xuyên thầm tán dương trong lòng, lão già này đúng là có chút bản lĩnh đấy. Sau khi tiến vào trận pháp, hai người cắm đầu đi, tầm khoảng nửa tiếng sau, gió lớn đột ngột nổi lên, khí thế cực kỳ mãnh liệt. Đối mặt với hiện tượng này, Dương Bách Xuyên vẫn bình tĩnh không vội, dù đang ở trong sơn cốc, nhưng vẫn liên thông được với thế giới bên ngoài, nên có nổi gió lớn cũng chẳng có gì lạ. Trước kia cũng có lần gặp phải tình huống tương tự khi đang phá trận, hắn biết đây có lẽ là luồng gió do sức mạnh của trận pháp thúc đẩy mà thành, chỉ cần chuyển vận chân nguyên chống đỡ là xong. Nghĩ là làm, hắn tức tốc thúc dục chân nguyên, hình thành một kết giới bao bọc bên ngoài cơ thể. Đúng lúc này, Nguyên Vô Thường đi đằng trước bỗng nhắc nhở, Dương Thánh Chủ đừng chuyển vận chân nguyên chống đỡ, hầu hết trận pháp ở đây đều vô cùng kỳ lạ, nếu ngươi chuyển vận chân nguyên, có khi sẽ vô tình tạo ra sóng năng lượng lan tỏa trong không khí, dẫn tới kích phát các trận pháp khác khởi động, quan trọng nhất là bên trong các trận pháp ở đây thường ẩn núp một số loài thú biến dị quỷ quái. À, ngươi, đang nói dở, Nguyên Vô Thường chợt im bặt, vì khoảnh khắc ông ta ngoái đầu lại nhìn, thì kết giới chân nguyên bao quanh bên ngoài cơ thể Dương Bách Xuyên đã hoàn thành. Dương Bách Xuyên cũng nghe thấy, nhưng Nguyên Vô Thường nhắc nhở quá muộn, vì chỉ cần một suy nghĩ của hắn thôi là chân nguyên đã lan rộng khắp cơ thể rồi. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyên Vô Thường ngạc nhiên vô cùng, Dương Bách Xuyên lúng túng hỏi, giờ tôi rút hết về thì còn kịp không? Chậm rồi, hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện bản thân may mắn một chút, đừng động phải tàn trận hay thứ gì tương tự. Trường hợp xấu nhất là chúng ta sẽ chạm trán vài sinh linh quỷ quái, đến lúc đó chỉ còn nước liều chết chống đỡ thôi. Nguyên Vô Thường thấy hơi bất lực, cũng là do ông ta quên không dặn dò Dương Bách Xuyên trước. Ở Vô Gian Cốc, không có cái gì bình thường, dù chỉ là gió thổi cỏ lay có lẽ cũng sẽ mang tới phiền phức cực lớn. Chỗ này thật sự quỷ dị tới vậy hả? Dương Bách Xuyên không tin hỏi. Nguyên Vô Thường cười khẩy. Quỷ dị hay không tới lúc đó ngươi khắc biết. Dứt lời, không chờ Dương Bách Xuyên đáp lại, ông ta đã tiếp tục cẩn trọng tiến về phía trước. Dương Bách Xuyên nhìn lão già trước mặt, lòng có chút không vui, cũng không đồng ý với lời ông ta nói, vì hắn có cảm giác lão già chết tiệt Nguyên Vô Thường này chỉ đang hù dọa hắn mà thôi. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía, hình như đâu thay đổi gì. Sau khi tiến vào đây, thần thức không sử dụng được. Nhưng cũng có sinh linh quỷ quái gì xuất hiện đâu. Nghĩ đoạn, hắn vội vàng đuổi theo Nguyên Vô Thường. Vù vù. Nhưng vừa mới nhấc chân lên, bên tai lập tức vang lên âm thanh chói tai, hình như trời nổi gió thì phải. Lần này, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được hơi lạnh phả vào lưng, dường như nhiệt độ xung quanh đã tụt xuống kha khá. Ngay sau đó, Nguyên Vô Thường đang đi tuốt đằng trước chợt dừng bước, cất giọng nghiêm nghị. Dương Thánh Chủ hãy đề cao cảnh giác, có chuyện xảy ra rồi đấy. Có phải Nguyên lão đầu nhạy cảm quá rồi không? Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa đưa mắt quan sát bốn phía, ngoại trừ khí ma sát trông dày đặc hơn trước ra thì xung quanh chẳng có gì bất thường cả. Có điều khi nhìn thấy dáng vẻ như sắp đối đầu với kẻ địch hùng mạnh của Nguyên Vô Thường, ngoài miệng Dương Bách Xuyên theo thói quen mà cạnh khóe nhưng cơ thể lại vào tư thế sẵn sàng, đề phòng có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Nhạy cảm. Nếu không nhạy cảm, lão phu cũng không dám chạy tới Vô Gian Cốc, càng không thể sống sót được đến từng tuổi này, người thử quan sát khí ma sát kỹ hơn đi. Tuy đang nói chuyện với Dương Bách Xuyên, nhưng Nguyên Vô Thường lại chẳng hề quay đâu,
hai mắt vẫn dán chặt về phía trước, như thể có con thú dữ nào đó đang ẩn núp trong làn khí ma sát vậy. Nghe thế, Dương Bách Xuyên không dám xem thường nữa, tuy mắt thường không thể phát hiện bất cứ manh mối khác lạ gì, nhưng giọng điệu ngày càng nghiêm túc của Nguyên Vô Thường lại khiến hắn cảm thấy áp lực tột độ, không thể không dốc toàn lực ứng phó. Một suy nghĩ lướt qua trong đầu, Dương Bách Xuyên khởi động càn khôn nhãn, đưa mắt nhìn quanh một vòng. Sau khi mở càn khôn nhãn, cảnh tượng trước mắt khiến hắn giật nảy mình, một tia sáng lóe lên, chỉ trong nháy mắt, kiếm đồ long đã nằm gọn trong tay. Đúng như những gì Nguyên Vô Thường nói, bên trong làn khí ma sát xung quanh họ đang có thứ gì đó hiện hữu. Nhưng cụ thể là cái gì thì Dương Bách Xuyên lại không nhìn ra được, vì tốc độ của nó quá nhanh. Dù quan sát bằng càn khôn nhãn, nhưng hắn cũng chỉ thấy loáng thoáng bên trong làn khí ma sát mịt mù có một bóng đen đang di động, kích thước lúc to lúc nhỏ, hành tung khó đoán, cũng rất khó nắm bắt, tựa như một con đom đóm lúc thì sáng lên, lúc lại biến mất không còn tăm hơi. Một thứ mà tới cả càn khôn nhãn cũng không thể nhìn rõ, chỉ bắt được một cái bóng thoát ẩn thoát hiện. Tin tức này khiến Dương Bách Xuyên trở nên thận trọng và nghiêm túc hơn hẳn. Thứ đang ẩn núp trong khí ma sát tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì, mà nếu đã ác, tất thuộc dạng cực tàn ác. Khó trách Nguyên Vô Thường lại căng thẳng tới vậy. Nguyên lão đầu, thứ gì vậy? Dương Bách Xuyên tiến lại gần Nguyên Vô Thường, lưng tựa lưng với ông ta, thuận tiện hỏi một câu. Khí ma sát răng đầy khắp bốn phía, lúc này chỉ có thể tạm thời buông bỏ nghi ngờ, cùng Nguyên Vô Thường lưng tựa lưng hợp tác chiến đấu. Ma Linh, Nguyên Vô Thường lạnh lùng phun ra hai chữ. Dương Bách Xuyên sửng sốt, Ma Linh, đó là gì? Hai mắt Nguyên Vô Thường trợn trừng, nhìn chằm chằm về phía trước không dám chớp mắt, thần kinh cũng kéo căng như dây đàn, không một giây buông lỏng, những sinh linh, ví dụ như tu chân giả, tu ma giả, và các loài động vật như chim, cá. Sau khi bỏ mạng ở Vô Gian Cốc, nguyên thần của chúng không tiêu tán, trái lại sẽ bị khí ma sát của Vô Gian Cốc ảnh hưởng, dẫn đến biến dị, trở thành ma linh. Tóm lại, thứ gọi là ma linh này không hề có ý thức, vì ý thức đã tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại mỗi oán khí ngập trời. Nó có thể thao túng khí ma sát tấn công người khác, đến không tiếng, đi không giấu, tới cả thuấn di thần thông có tốc độ cực nhanh của tu sĩ đại thừa cũng chưa chắc đã sánh ngang được với nó. Chính nhờ sự im hơi lặng tiếng này mà nó trời sinh đã chiếm ưu thế trong ma sát. Quan trọng nhất là khí ma sát ở đây còn khác hẳn bình thường, bên trong có pha lẫn chút tiên khí, hay còn gọi là sức mạnh biến dị. Thế nên ma linh cực kỳ khó đối phó, vì có khả năng thao túng sức mạnh ma sát nên nó có thể tự tạo cho mình một cơ thể thật, nhưng cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào, chỉ cần xua tan sức mạnh ma sát là được, đó cũng là điểm khó chơi của ma linh, thứ sinh linh dạo bước giữa thật và ảo. Dương Bách Xuyên nghe xong, cau mày hỏi. Nếu lời ông nói là thật thì chẳng phải không có cách nào đối phó ma linh sao? Nguyên Vô Thường trả lời không chút do dự, cũng không phải hoàn toàn không có cách, chỉ là tương đối phiền phức. Đầu tiên, nhớ bảo vệ nguyên thần trong biển ý thức của mình cho tốt, tuyệt đối không được để ma linh tìm được kẽ hở chui vào. Sở trường của ma linh là có thể lặng lẽ không một tiếng động xâm nhập biển ý thức, đe dọa tới sự an toàn của nguyên thần bằng cách tấn công. Cắn nuốt hoặc sẽ trực tiếp khống chế, tác động, khiến nguyên thần bị ma hóa liên tục. Thế thì dù tu sĩ có mạnh mẽ tới đâu cuối cùng cũng sẽ bị ma linh khống chế, thậm chí là cắn nuốt hoàn toàn. Nguyên lão đầu à, ta muốn hỏi về nhược điểm của ma linh cơ, bất cứ sinh vật nào trên đời cũng sẽ có nhược điểm, đúng không? Ta tin nếu biết được nhược điểm của ma linh, ắt sẽ nghĩ ra cách đối phó thôi. Dương Bách Xuyên hỏi. Nếu nói về nhược điểm thì về bản chất. Cơ thể của ma linh không khác nguyên thần là bao, chỉ cần đánh trúng bản thể thì ma linh sẽ bị lập tức tan biến thôi. Vấn đề là ma linh có thể thao túng sức mạnh ma sát xung quanh chỉ bằng suy nghĩ, thế nên trước khi ngươi kịp tấn công, nó đã huy động sức mạnh ma sát đi bảo vệ bản thể rồi, chính vì vậy mà phương pháp này rất khó thực hiện. Tuy vậy, ma linh vẫn còn một nhược điểm khác, đó là khi ma linh thao túng sức mạnh ma sát xung quanh để bảo vệ mình, tốc độ của nó sẽ chậm lại. Có điều với chúng ta mà nói, chi tiết này chẳng giúp ích được gì, vì một khi ma linh sử dụng sức mạnh ma sát để bảo vệ, bản thân nó sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, dù có bị tu sĩ phi thăng cảnh đại viên mãn tấn công cũng chưa chắc bị thương nữa là. Còn nếu là trước khi ngưng tụ sức mạnh ma sát thì hẳn ngươi cũng thấy rồi,
tốc độ di chuyển trong khí ma sát của nó có thể nói là biến thái vô cùng, muốn xác định vị trí còn khó chứ đừng nói gì tấn công. Trong tình thế cần đề cao cảnh giác, Nguyên Vô Thường lại đưa ra một lời giải thích tương đối cặn kẽ cho Dương Bách Xuyên. Nghe xong, trong mắt Dương Bách Xuyên chợt lóe lên tia sáng, chưa chắc đâu. Hửm, ngươi nghĩ ra cách giải quyết rồi hả? Nguyên Vô Thường ngạc nhiên hỏi. Lát nữa thử xem là biết ngay thôi. Dương Bách Xuyên không nói quá nhiều cho ông ta biết, ở trước mặt lão già này, tình huống có nguy cấp cỡ nào cũng phải giữ lại vài lá bài tẩy, không thể lộ hết gốc gác cho người ta biết được. Quan hệ giữa hai người họ chỉ là hợp tác có qua có lại, còn chưa thân thiết đến mức có thể giải bày tâm sự, bộc lộ tình cảm. Nguyên Vô Thường thấy Dương Bách Xuyên không muốn nói nhiều thì không hỏi tiếp nữa. Là một con cáo già đã sống mấy nghìn năm, có thể nói không ai nhìn thấu được suy nghĩ của các tu sĩ như ông ta. Đương nhiên ông ta biết Dương Bách Xuyên không muốn để lộ lá bài tẩy của mình trước mặt ông ta, và ông ta cũng giống vậy thôi, nếu không có chút thủ đoạn cũng như bài tẩy trong tay, ông ta sẽ không dám nhận nhiệm vụ tới vô gian cốc này của Dương Bách Xuyên đâu. Sao? Trong lúc hai người nói chuyện, lưng vẫn dán chặt vào nhau, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, tập trung quan sát ma linh chẳng biết sẽ tấn công lúc nào kia. Vù vù vù. Khí ma sát bốc lên cuồn cuộn như sương khói, trông như trời bắt đầu nổi gió lớn, cả Dương Bách Xuyên lẫn Nguyên Vô Thường đều biết rất rõ họ đã bị bao vây ngay từ đầu rồi. Căn cứ theo lời Nguyên Vô Thường nói, một khi chạm trán ma linh, tuyệt đối trốn không thoát. Chỉ có nước nghĩ cách giải quyết nó thì họa may mới ra ngoài được, bằng không sẽ bị giam cầm ở đây vĩnh viễn. Khí ma sát càng dày đặc, chứng tỏ số lượng ma linh xuất hiện sẽ càng nhiều, cũng càng thêm mạnh mẽ. Bấy giờ, Nguyên Vô Thường nghiêm mặt, nặng nề dặn, cẩn thận một chút, ma linh chuẩn bị tấn công đó. Ngay lúc Nguyên Vô Thường còn đang nói chuyện, thình lình tung trưởng đánh về phía trước. Nơi lòng bàn tay lập tức bùng nổ một lượng chân nguyên cực lớn, khoảnh khắc trưởng thành hình, chớp mắt đã biến lớn như cối xay, càng bay xa thì lại càng lớn, còn phát ra tiếng xé gió vang trời. Ầm ầm. Gừ, gào. Một trưởng này của Nguyên Vô Thường vừa tung ra, khí ma sát trước mặt tức khắc xoay tròn, tạo thành một khu vực chân không rộng tầm hơn 20 mét, trong khu vực đó, gió lớn và trưởng lực thần thông quấn lấy nhau, xen lẫn là từng tiếng thét gào đau đớn. Nhưng khi lọt vào tai Dương Bách Xuyên, hắn lại cảm thấy tiếng thét gào đó là tiếng gầm tức tối khi lũ ma linh ẩn trong khí ma sát bị chọc giận. Lão già chết tiệt Nguyên Vô Thường này đã dùng cách ngu xuẩn nhất, đó là trực tiếp tung trưởng quét sạch, tạo thành một khu vực chân không tầm 20 mét ngay trước mặt. Ma linh cần khí ma sát để ẩn núp, tuy một trưởng này của Nguyên Vô Thường khiến tầm nhìn trở nên rõ ràng, khiến nguy hiểm ẩn núp xung quanh lộ diện, nhưng cũng đã chọc giận ma linh đang giấu mình trong khí ma sát. Từng tiếng gầm rú đầy giận dữ lại quái đản lọt vào tai Dương Bách Xuyên, khiến hắn không kiềm nổi mà mắng nhỏ, Nguyên lão đầu à, cách này của ông đúng là tệ hại. Chứ còn cách nào nữa hả? Mỗi một hành động của lão phu đều là kinh nghiệm quý báu đấy, đôi khi cách thức ngu xuẩn nhất mới là hiệu quả và đơn giản nhất, không thì cậu thử xem sao. Nguyên Vô Thường trả lời Dương Bách Xuyên bằng giọng hơi xem thường. Hừ, thế để ta cho Nguyên lão đầu thấy cái gì gọi là thủ đoạn của bậc thánh chủ nhé. Ông thật sự cho rằng cái danh thánh chủ đứng đầu vân môn tiên cảnh của ta là có tiếng mà không có miếng ư. Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa nhắm mắt lại, thật ra từ đầu đến giờ, hắn lúc nào cũng tập trung quan sát khí ma sát, nói đúng hơn là đang cảm nhận ma linh ẩn giấu trong khí ma sát. Đúng là ban đầu, hắn không thể nhìn thấy được bóng dáng của ma linh, ngay cả khi dùng đến càn khôn nhãn cũng chỉ nhìn thấy loáng thoáng một cái bóng lóe lên mà thôi, chứ chẳng thể tìm được tung tích của nó. Nhưng khi nghe Nguyên Vô Thường nói ma linh cũng chỉ là một dạng nguyên thần, cũng như nhược điểm của nó, trong đầu hắn chợt nảy ra một suy nghĩ, hay chính xác hơn là một cách để ứng phó ma linh. Mặc dù càn khôn nhãn của hắn không thể nhìn rõ được bóng dáng của ma linh núp trong khí ma sát, nhưng hắn lại có cách để nâng cấp càn khôn nhãn lên, khiến nó càng thêm mạnh mẽ. Đó chính là sử dụng hắc liên không gian trong biển ý thức của hắn. Lúc đầu, khi còn ở Thái Hoang Tinh Hải, không ai sử dụng được linh thức hay gì đó tương tự cả. Nhờ phát hiện và đưa hắc liên không gian vào biển ý thức, hắn đã trở thành người duy nhất sử dụng được linh thức trên toàn Thái Hoang trong tinh hải.
chỉ với chút ưu thế vậy thôi mà đã cứu mạng hắn rất nhiều lần tại Thái Hoang Tinh Hải đấy. Tình huống hiện tại khá là giống với lúc Dương Bách Xuyên còn ở Thái Hoang Tinh Hải, thế nên hắn mới nghĩ đến chuyện bổ sung Hắc Liên không gian vào thần thức, chắc chắn sẽ nắm bắt được tung tích về Ma Linh. Một khi hắn đã nhìn thấy Ma Linh thì đối phó Ma Linh không có sức mạnh ma sát bảo vệ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, không có gì nguy hiểm. So với linh thức hồi ở Thái Hoang Tinh Hải thì hiện tại, linh thức của hắn đã tiến hóa lên thành thần thức, nếu lúc này lại cho thêm Hắc Liên không gian vào thần thức, thì khi sử dụng Càn Khôn Nhãn để đối phó với Ma Linh hẳn sẽ không mấy khó khăn nữa. Trong lúc Nguyên Vô Thường còn đang móc mỉa, hắn đã cho Hắc Liên không gian vào trong thần thức, quả nhiên, lúc khởi động Càn Khôn Nhãn để nhìn Ma Linh, hắn có thể xem rõ mồn một không sót cái gì. Dương Bách Xuyên bất ngờ mỉm cười. Tự tin hết mặt nói với Nguyên Vô Thường một câu nghe như đang khoác lác, nhưng thật ra lại không. Đối với lời nói của Dương Bách Xuyên, Nguyên Vô Thường chép miệng không cho là đúng, ngoài miệng nói Dương Bách Xuyên không phục thì hãy ra tay, nhưng thật ra trong lòng hoàn toàn không trông cậy vào Dương Bách Xuyên. Trong thâm tâm Nguyên Vô Thường không bao giờ đặt hy vọng vào người khác, mà dựa vào chính mình mới là vương đạo, mới là đạo giữ mạng. Tay vung trường, hết trường này đến trường khác liên tục không ngừng nghỉ. Lúc này, Dương Bách Xuyên vận chuyển không gian Hắc Liên củng cố thần thức, Càn Khôn Nhãn nhìn thấy rõ có tổng cộng 4 ma linh bao vây xung quanh hắn và Nguyên Vô Thường. 4 ma linh khác nhau, chia ra bao vây xung quanh hắn và Nguyên Vô Thường. Trước mặt Nguyên Vô Thường là một cái cây lớn cao mười mấy mét, toàn thân là ma sát ngưng tụ trông giống một cây liễu già, được ma sát nuôi dưỡng gần như đã biến thành thực chất. Từng cành cây không ngừng ngưng tụ và điều động lực ma sát khổng lồ tấn công hai người họ. Nhưng bị Nguyên Vô Thường vung từng trường ép lui. Tất nhiên là lúc này Nguyên Vô Thường hoàn toàn không nhìn thấy ma linh cây liễu này. Hơn nữa, nếu cứ đánh tiếp thế này thì sớm muộn gì Nguyên Vô Thường sẽ cạn kiệt chân nguyên. Dương Bách Xuyên quay lưng về phía Nguyên Vô Thường, nhìn thấy một người không rõ dung mạo chặn trước mặt hắn. Bên trái hai người là một ma linh gấu chó, bên phải là một cây cỏ giống hoa lan. Ba ma linh này cách bọn họ 30 mét, không có hành động. Lúc trước Nguyên Vô Thường từng nói hình thái của ma linh rất đa dạng, lúc sống là sinh linh gì thì sau khi ma hóa sẽ là ma linh đó. Vì vậy khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy 4 ma linh có hình thái khác nhau, hắn không cảm thấy kinh ngạc. Trong 4 ma linh có người, có thú, có cỏ cây. Ba ma linh phía sau đều không nhúc nhích. Nhưng Càn Khôn Nhãn của Dương Bách Xuyên lại nhìn thấy ba ma linh ngưng tụ khí ma sát sắp thành hình, xem chừng chúng còn mạnh hơn cây liễu già. Cây liễu đối chiến với Nguyên Vô Thường đã bị ông ta đánh đến độ không thể hình thành thể ma sát được nữa, song hình thể to lớn trông vô cùng uy mãnh. Lúc này Dương Bách Xuyên đứng im bất động, không tới giúp đỡ Nguyên Vô Thường mà đặt sự chú ý vào ba ma linh khác. Bởi vì ba ma linh này đã sắp hoàn thành ma sát thực hóa. Dương Bách Xuyên thấy chỉ cần ba ma linh hoàn thành ma sát ngưng tụ, thực lực sẽ mạnh hơn cây già. Dương Bách Xuyên có không gian Hắc Liên, sau khi vận chuyển thần thức và Càn Khôn Nhãn, hắn nhìn thấy rõ sự biến hóa của ba ma linh. Trong lời nói của Nguyên Vô Thường có ý khích tướng Dương Bách Xuyên, nhưng cũng là một kiểu coi thường. Ông ta cho rằng chỉ có kẻ lõi đời giàu kinh nghiệm như ông ta mới có thủ đoạn và bản lĩnh ra vào Vô Gian Cốc, những người khác. Chỉ nói cho sướng miệng thôi. Do đó ông ta có ý nói với Dương Bách Xuyên là ngươi có giỏi, có bản lĩnh thì thử đi cho ta xem. Mà so với Nguyên Vô Thường, Dương Bách Xuyên cũng hiếu thắng. Chẳng phải lão già nhà ngươi coi thường người khác sao? Ngươi tưởng chỉ mình ngươi có kinh nghiệm trong Vô Gian Cốc đấy à? Được thôi, ta sẽ cho ngươi xem thủ đoạn của ta. Dù sao hiện giờ hắn cũng có không gian hắc ám ra chỉ thần thức có thể khống chế trong phạm vi 100 mét vuông. Ngoài ra còn có Càn Khôn Nhãn, cho nên hắn hoàn toàn có lòng tin ứng phó được. Sau khi kiếm đồ long vào tay, sự chú ý của Dương Bách Xuyên lập tức tập trung vào ma linh cỏ hoa lan bên phải. Người xưa có câu chọn quả hồng mềm mà bóp. Tên họ Dương nào đó cảm thấy ma linh cỏ hoa lan này nhỏ nhất, yếu nhất. Cho nên hắn dự định ra tay từ nó trước. Hai người bị 4 ma linh bao vây, nhất định phải giải quyết ma linh mới được. Thần thức tập trung trên ma linh cỏ hoa lan, kiếm quang lóe lên, kiếm đâm về phía cỏ hoa lan. Lúc này đối mặt với cỏ hoa lan đã ngưng tụ sắp thực chất lực lượng ma sát,
Dương Bách Xuyên điều động chân nguyên và sức mạnh thần hồn dồn vào một nhát kiếm. Theo lời Nguyên Vô Thường thì bản chất của ma linh là thứ tương tự như nguyên thần, có điều ma linh trong vô gian cốc bị ảnh hưởng bởi môi trường đặc biệt của vô gian cốc nên kiên cố hơn nguyên thần, thậm chí có một số điểm đặc biệt mà Nguyên Vô Thường không biết. Hơn nữa, ma linh ngưng tụ từ lực lượng ma sát vô cùng mạnh, nằm trong khoảng giữa hư và thực, có thể co giãn, cực kỳ khó đối phó. Nhưng đối với tên họ Dương nào đó mà nói, hiện tại điểm này không còn tồn tại. Bởi vì nền tảng thể chất và tu luyện công pháp đặc biệt, người khác không thể hấp thu tiêu hóa lực ma sát trong vô gian cốc, nhưng Dương Bách Xuyên hoàn toàn có thể luyện hóa, hơn nữa còn có thể biến đổi cho bản thân sử dụng. Cộng thêm tình huống trước mắt và sự tồn tại của không gian Hắc Liên, Nguyên Vô Thường không nắm bắt được tung tích của ma linh, nhưng đối với Dương Bách Xuyên thì điều này không tồn tại. Hắn đã có năng lực thủ đoạn thích hợp sử dụng trong hoàn cảnh của vô gian cốc, chẳng khác nào trong vô gian cốc xuất hiện một dị loại. Đối mặt với mấy sinh linh vô gian cốc khiến mọi người hễ nhắc đến mặt liền biến sắc, tên họ Dương nào đó không có áp lực trong lòng. Bởi vì hắn đã tìm ra điểm đột phá. Lúc này hắn rút kiếm ra, thế như sét đánh nhắm thẳng đến ma linh cỏ hoa lan. Hắn muốn tiêu diệt ma linh trước khi bọn chúng hoàn toàn ngưng tụ ra thân ma sát. Chỉ khi giết chết những ma linh này, hắn và Nguyên Vô Thường mới có thể đi tiếp. Hiện tại hắn đã xác định đúng là mấy cô vợ đã vào vô gian cốc, nhưng họ còn sống hay đã chết thì hắn không biết tình hình thế nào. Vì vậy, tên họ Dương nào đó lòng nóng như lửa đốt. Nguyên Vô Thường từng nói vô gian cốc nhỏ hơn những nơi khác của tu chân giới, hơn nữa sau khi sinh linh bên ngoài tiến vào vô gian cốc thường bị nhốt ở ngoại vi vô gian cốc, hoặc là chết ở ngoại vi. Dương Bách Xuyên không dám nghĩ đến trường hợp sau, từ đầu đến cuối trong lòng của hắn vẫn luôn ấp ủ niềm tin mấy cô vợ còn sống, dù thế nào cũng phải tìm được các nàng, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Sau khi kiếm ra, kiếm khí tự cầu vồng xẻ rách bầu trời, phát ra ánh sáng màu trắng ngà lấp lánh chói mắt. Mà trong mắt Dương Bách Xuyên, ma linh cỏ hoa lan cách 30 mét đang không ngừng hấp thu lực ma sát hình như đã cảm nhận được uy lực kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Một giây sau từng chiếc lá đột nhiên phát sáng. Sau đó đón gió biến to, từng chiếc lá giống như từng thanh đao lớn phá vỡ thiên không, đỡ một kiếm của Dương Bách Xuyên. Thoáng cái ma linh vốn nhỏ như cây hoa lan kia đã cao hơn trăm trượng, che khuất bầu trời. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, một kiếm của Dương Bách Xuyên đã bị lá cây do ma linh cỏ hoa lan biến to gấp nghìn lần hóa giải. Trong tiếng ầm ầm, kiếm khí của hắn tan biến sạch. Hơn nữa, những chiếc lá khác cũng thuận thế chém hắn, mang theo khí thế ma sát ngập trời, cách rất xa mà Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Hắn cực kỳ kinh ngạc, không ngờ một ma linh cỏ hoa lan nhỏ bé mà hắn cho là quả hồng mềm lại có uy lực đến vậy. Dương Bách Xuyên lập tức nhảy lên né tránh, rời khỏi vị trí đang đứng. Ầm ầm ầm. Âm thanh long trời lở đất vang lên, vị trí cũng có ít nhất 9 lá cây hoa lan dài mấy chục mét chém xuống đất. Cả khu vực lớn bắt đầu rung chuyển dữ dội, 8-9 khe nứt xuất hiện, mặt đất bị lá cây hoa lan chém ra khe nứt dài mấy trăm mét, sâu không thấy đáy. Thật sự khiến tên họ Dương nào đó sợ bay màu. Hơn nữa, điều đáng sợ hơn là động tĩnh lá cây hoa lan chém xuống đất đã làm kinh động đến ma linh hình người và ma linh giống gấu. Chết đi! Gừ! Ma linh hình người và ma linh giống gấu đều phát ra âm thanh. Chỉ thấy sau khi ma linh hình người kia thốt ra một chữ chết, ma sát ngập trời lập tức tăng vọt, vèo một cái phóng thẳng về phía Dương Bách Xuyên. Ma linh giống gấu chó cũng không chịu thua kém. Nó phát ra tiếng gầm giận dữ, sau đó bốn chân dẫm lên mặt đất lao đi trong tiếng gầm gào. Cứ như đụng phải tổ ong vậy, thoáng cái, Dương Bách Xuyên đã bị ba ma linh bao vây tấn công. Sau khi nhìn thấy đòn tấn công biến thái của cỏ hoa lan, Dương Bách Xuyên cảm thấy kinh hoàng. Bây giờ xem như hắn đã được chứng kiến điểm biến thái của những ma linh biến dị trong vô gian cốc. Hắn biết có lẽ chiêu thức tấn công bình thường hoàn toàn không có tác dụng gì với mấy ma linh này. Dương Bách Xuyên không dè dà, lập tức giơ kiếm, nhắm mắt, tích lũy toàn bộ sức mạnh toàn thân, sau đó hét to, phá không kiếm. Một kiếm chém ra, hắn bay vọt lên không trung, thi triển kiếm pháp cổ tiên mà hắn lĩnh ngộ được trong rừng ngộ đạo. Thật ra đây là một loại kiếm ý. Xem như là một kiếm hắn tự lĩnh ngộ kiếm đạo cổ tiên.
lúc trước một kiếm này đã chém chết vạn linh thánh mẫu, tiêu diệt hơn 100 phân thân quái vật tuyết tàng của thánh địa vạn linh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Dương Bách Xuyên cho rằng một kiếm này của mình hẳn là đã vượt trên thực lực cấp bậc phi thăng. Chỉ có điều quá tiêu hao thần hồn và chân nguyên. Cho dù hắn có nền tảng vượt xa người bình thường gấp mấy lần cũng không thi triển được 3 lần. Thường thì phá không kiếm có thể thi triển 1 lần, nếu cố thi triển kiếm thứ 2 thì chắc chắn hắn sẽ kiệt sức. Nếu kiệt sức ở đây, chẳng cần nói cũng biết nguy hiểm sẽ phải đối mặt. Cho nên Dương Bách Xuyên hy vọng một kiếm này có thể giải quyết được 3 ma linh. Hắn đứng trên không trung nhìn xuống, chém một kiếm vào 3 ma linh. Một kiếm thôi động ngàn vạn kiếm quang. Cả đất trời biến thành màu vàng, không gian cũng bắt đầu méo mó, loáng thoáng có thể nhìn thấy không gian lấy kiếm đồ long làm trung tâm đã xuất hiện từng vệt đen nhỏ xíu. Đây là vết nứt không gian do một kiếm gây ra, toàn bộ khung cảnh cũng đủ chứng minh uy lực một kiếm này của tên họ Dương nào đó. Cái tên phá không cũng xuất phát từ nguyên nhân này. Nhìn từ xa, trong phạm vi 100 mét vuông hoàn toàn bị kiếm khí của Dương Bách Xuyên bao phủ. Nguyên Vô Thường đang chém giết với ma linh cây già cũng nhận thấy bất thường, liếc mắt nhìn Dương Bách Xuyên lơ lửng trên không. Sau khi xung quanh Dương Bách Xuyên xuất hiện khe nứt, ông ta hít sâu một hơi, thầm mắng một tiếng, sau đó vội vàng hóa thành một đốm sáng bay đi. Chém! Dương Bách Xuyên thốt ra một chữ chém. Một giây sau, ngàn vạn kiếm khí chém xuống, bao phủ trên người ba ma linh. Tất nhiên hắn đã nhìn thấy Nguyên Vô Thường nhanh chóng rời đi, cho nên lập tức chém xuống. Một kiếm này rất nhanh, Dương Bách Xuyên không quan tâm tới Nguyên Vô Thường, nhưng cũng không mong lão già Nguyên Vô Thường bị một kiếm của mình tiêu diệt. Hắn còn phải dựa vào lão già này tìm kiếm mấy cô vợ trong vô gian cốc đấy. Một kiếm này chém ra, hắn cũng biết Nguyên Vô Thường sẽ cảm nhận được uy lực, sau đó lùi lại. Chuyện này nằm trong dự liệu. Sau khi Nguyên Vô Thường rời đi, kiếm quang bao phủ mặt đất, một kiếm của Dương Bách Xuyên mới chém xuống. Thật ra cho dù Nguyên Vô Thường không lùi lại, Dương Bách Xuyên cũng không làm ông ta bị thương. Tinh túy của một kiếm này chủ yếu là kiếm ý. Tầm mắt khóa chặt trên người ba ma linh, có đối tượng công kích chính, cho dù Nguyên Vô Thường không chạy thì một kiếm này của hắn cũng không nhắm vào ông ta, cùng lắm cũng chỉ bị liên lụy mà thôi. Ầm ầm. Ngàn vạn kiếm khí như sao băng rơi vào người ba ma linh, phát ra tiếng ầm ầm long trời lở đất. Trong ánh sáng vàng chỉ nghe thấy từng tiếng hét của ma linh. Trong thần thức Dương Bách Xuyên nhìn thấy trong kiếm khí của hắn, thân thể mà ma linh ngưng tụ từ ma sát vỡ thành từng tấc rồi tan biến. Cho dù trong quá trình đó ma linh có chống cự, nhưng cũng vô ích. Lúc này, rốt cuộc Dương Bách Xuyên đã yên tâm. Ba thể ma sát do ma linh ngưng tụ thành vỡ tan dưới phá không kiếm của Dương Bách Xuyên một cách dễ dàng. Sau đó, ma linh bị từng đạo kiếm ý ghim chặt trên mặt đất như bị đóng đinh. Lúc này bọn chúng chỉ giữ được trạng thái ma hồn. Tuy nhiên, điều khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc là bọn chúng không chết. Điểm này khác với nguyên thần của sinh linh bình thường. Nếu là nguyên thần bị ngàn vạn kiếm ý cắm lên người như đóng đinh, thì đã hồn bay phách tán từ lâu rồi. Nhưng ma linh trong trạng thái ma hồn lại không tan biến, mà chỉ dãy giụa la hét. Điều này đủ để nói lên điểm đặc biệt của ma linh, hoặc là nói điểm đặc biệt của vô gian cốc. Nhưng cho dù mấy ma linh không chết, hiện tại chúng cũng không còn uy hiếp tới Dương Bách Xuyên, hắn tùy tiện ra thêm một đòn cũng đủ khiến ba ma linh tan biến. Đương nhiên ở đây vẫn còn một ma linh cây già, coi như là kẻ thoát nạn. Nhưng là do Dương Bách Xuyên không khóa thần thức vào cây già, nếu không thì nó sẽ không thoát được. Và lại sau khi Dương Bách Xuyên xuất kiếm, trong bản năng ma linh cây già cũng cảm nhận được nguy hiểm, cho nên khi Nguyên Vô Thường lùi lại, nó cũng cấp tốc tránh xa, cuối cùng không bị liên lụy. Mặc dù ma linh không có trí tuệ, nhưng vẫn có bản năng. Sau khi Dương Bách Xuyên xuất kiếm ghim chặt ba ma linh dưới đất, ma linh cây già dứt khoát bỏ chạy, thoát cái đã biến mất ở sâu trong khí ma sát. Dương Bách Xuyên không đuổi theo, Nguyên Vô Thường lại càng không. Nếu là bình thường, bị ma linh bậc này bám lấy sẽ là rắc rối lớn, có thể trốn thoát khỏi tay ma linh đã là tốt lắm rồi, chứ đừng nói chi đến chuyện ma linh tự bỏ chạy, có ngu mới đuổi theo. Lúc này, Dương Bách Xuyên từ trên cao bay xuống, đi tới chỗ ba ma linh bị kiếm khí ghim chặt. Hắn thoáng lảo đảo, đây là di chứng của việc thi triển phá không kiếm. Mặc dù hắn chỉ thi triển một kiếm,
nhưng vẫn tiêu hao rất nhiều lực thần hồn. Phá không kiếm mạnh ở chỗ, xét ở một mức độ nào đó phá không kiếm đã vượt quá phạm vi thần thông kiếm kỹ, chạm tới ngưỡng của pháp tắc. Vì vậy, tuy Dương Bách Xuyên chỉ có tu vi đại thừa trung kỳ, nhưng một kiếm có thể chém giết cấp bậc phi thăng cảnh. Điều mấu chốt là phá không kiếm của hắn lĩnh ngộ từ rừng ngộ đạo ở khu vực trung tâm Vân Lôi. Theo lời sư phụ, vết kiếm ở rừng ngộ đạo thật sự là tiên nhân thời thượng cổ để lại, hẳn là người cực kỳ mạnh trong nhóm cổ tiên. Dương Bách Xuyên đứng trước vết kiếm ở rừng ngộ đạo lĩnh ngộ 40 năm, tuy chỉ ngộ ra một kiếm nhưng một kiếm này đã trở thành chiêu kiếm mạnh nhất trong các thủ đoạn công kích của hắn ở thời điểm hiện tại. Hôm nay hắn có thể một kiếm định càn khôn đã một lần nữa chứng minh uy lực của phá không kiếm, hoặc là nói uy lực của vết kiếm mà cổ tiên để lại. Dương Bách Xuyên biết sư phụ quả thật đã tặng hắn một món quà lớn. Thần thoại dãy núi Vân Lôi là nơi người tu chân không thể bước vào đã bị hắn phá vỡ, hiện giờ hắn còn đặt nền móng vân môn ở đó, thành lập đạo tràng vân môn tiên cảnh có lồng chắn thiên nhiên. Dương Bách Xuyên nhìn ba ma lĩnh vẫn đang dãy giụa, ma hồn giống trạng thái nguyên thần không bị tan biến, thật ra trong lòng hắn rất chấn động. Đối với tu sĩ mà nói nguyên thần rất yếu ớt, nhưng trạng thái của ba ma linh thật sự không bình thường. Chân nguyên phá không kiếm cộng thêm sức mạnh thần hồn vậy mà không giết được chúng, chỉ ghim chặt trên mặt đất. Sức sống mạnh mẽ của ma hồn khiến hắn giật mình kinh ngạc. Nhưng lúc này ba em mờ linh đã không còn bất cứ sức uy hiếp nào đối với hắn, chỉ là cá nằm trên thất mà thôi, hắn có thể chém một kiếm tiêu diệt bất cứ lúc nào. Sau khi tới gần Dương Bách Xuyên mới nhìn rõ tướng mạo của ba ma linh, kỳ thật là trạng thái nguyên thần của sinh linh tu luyện. Ma linh hình người là một lão già 60 tuổi. Ma linh giống cỏ hoa lan chỉ là loài cỏ biến dị nào đó mà thôi, ma linh còn lại là một con gấu yêu. Chỉ có điều so với sinh linh bình thường thì ba ma linh này hoàn toàn không có linh tính, nhưng lại tràn đầy oán khí giết chóc dã man. Khí tức phát ra cũng là một loại lực lượng vô cùng đặc biệt, rất khác sinh linh bình thường. Dương Bách Xuyên không muốn chậm trễ thời gian, dứt khoát phung kiếm đổ long định tiêu diệt chúng. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy Nguyên Vô Thường nói. Dương Thánh Chủ khoan đã. Dương Bách Xuyên dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Nguyên Vô Thường, Nguyên lão đầu, người có ý gì? Đừng hiểu lầm, hì hì, dù sao cũng tiêu diệt chúng nó, việc nặng nhọc này sao có thể để Đại Thánh Chủ ngươi ra tay, cứ giao cho lão đầu tử này xử lý là được. Lúc này nét mặt của lão già Nguyên Vô Thường khác lúc trước một trời một vực, lúc nói chuyện với Dương Bách Xuyên lộ rõ vẻ nịnh nọt. Nhưng Dương Bách Xuyên không bỏ qua cảm xúc nồng nhiệt lóe lên rồi biến mất trong mắt ông ta. Tuy lão già này che giấu rất kỹ, nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên đang ở trạng thái càn khôn nhãn vận chuyển, sự bất thường của Nguyên Vô Thường làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt hắn. Hắn nắm bắt được vẻ tham lam khi Nguyên Vô Thường nhìn ba ma linh. Dương Bách Xuyên lập tức động não, biết là lão già chết tiệt này có âm mưu, hoặc là nói ba ma linh chắc hẳn còn có tác dụng khác. Kiếm đầu long chém xuống. Ngăn Nguyên Vô Thường đến gần ba ma linh, Nguyên lão đầu, người thông minh không làm chuyện mờ ám, người nói đi. Có phải ba ma linh này có tác dụng gì khác hay không? Nguyên Vô Thường đanh mặt, nghiêm túc nói, Dương Thánh Chủ, thế này là ngươi không đúng rồi. Lão Phu chỉ là kẻ thô lỗ, làm việc nặng kiếm sống. Ta có lòng tốt giúp ngươi xử lý ba ma vật, vậy mà ngươi. Đây chẳng phải là ngươi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Ngươi làm lão phu đau lòng đấy, chỉ là ba ma vật không có linh tính mà thôi. Ngươi cảm nhận đi, trên người chúng nó tràn đầy lệ khí, bị ảnh hưởng bởi lực ma sát, có thể có tác dụng gì chứ? Ha ha! Dương Bách Xuyên cười khẩy, nhìn Nguyên Vô Thường nghiêm túc nói chuyện. Làm sao hắn tin cho được? Hắn cười ha ha, rồi lại tặng cho Nguyên Vô Thường ánh mắt người bịa tiếp đi. Lúc này, Nguyên Vô Thường lộ vẻ giận dữ nói, Dương Thánh Chủ! Ngươi chẳng suy nghĩ thấu đáo gì cả, hiện tại chúng ta cùng hội cùng thuyền, sao ngươi lại không tin ta chứ? Được, ngươi không nói đúng không, vậy thì ta sẽ chém ba ma linh này, không phiền ngươi ra tay. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa vung kiếm muốn chém ma linh. Cuối cùng thì Nguyên Vô Thường cũng hoảng, vội vàng nói, dừng. Ta sợ ngươi rồi, ta nói là được chứ gì? Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ mũi, chờ Nguyên Vô Thường nói. Lão già này là một kẻ lõi đời, nhưng Dương Bách Xuyên cũng không kém. Hắn tự mình đi từng bước đến ngày hôm nay, há lại không nhìn ra lão già chết tiệt này tính kế mình. Chỉ thấy Nguyên Vô Thường nhếch miệng nói,
Thật ra sau khi ma linh luyện hóa sẽ biến thành ma hồn châu vô cùng tinh khiết, có hỗ trợ lớn trong việc tăng cường lực lượng nguyên thần. Tất cả tu sĩ đều biết lực lượng nguyên thần không dễ tăng cường, ở tu chân giới có nhiều thiên tài địa bảo tăng cường chân nguyên, nhưng có rất ít thiên tài địa bảo tăng cường nguyên thần, tức là sức mạnh thần hồn. Ma linh là sinh linh biến dị được nuôi dưỡng trong khí ma sát ở vô gian cốc, nhưng ma hồn vô cùng tinh khiết. Hơn nữa vô gian cốc không chỉ tiêu vong chân ma mà còn tiêu vong tiên nhân. Chắc hẳn ngươi cũng đã phát hiện ra khí ma sát ở đây không hung tàn như bên ngoài, đó là do có lực lượng mà tiên nhân để lại. Trong môi trường đặc biệt của vô gian cốc, hai lực lượng này hòa vào nhau một cách thần kỳ, lực lượng sinh ra cũng là lực lượng biến dị. Vì vậy ma hồn của ma linh thật ra là tiên khí đã loại bỏ ma khí, người tu chân có thể sử dụng. Dương Bách Xuyên nghe xong, hai mắt sáng ngời. Tất nhiên hắn biết tăng cường nguyên thần rất khó, nhất là bây giờ tu vi đã đạt đến đại thừa kỳ, độ khó của việc tăng cường lực lượng nguyên thần thật sự là khó như lên trời. Nhưng hắn cũng biết rõ cảnh giới tu chân đạt đến giai đoạn hậu kỳ, cho dù lực lượng nguyên thần có thể tăng tiến cũng là thực lực cường đại tăng tiến. Có thể nói lúc này tăng cường nguyên thần vô cùng khó khăn. Mà bây giờ, sau khi Dương Bách Xuyên nghe lão già chết tiệt Nguyên Vô Thường giảng giải, hai mắt hắn sáng ngời nhìn ba ma linh. Tuy nhiên, hắn quan sát kỹ càng một lúc mà không phát hiện thấy ba ma linh này có gì đặc biệt, chỉ mang lại cho hắn cảm giác đây là ba ma vật tràn đầy lệ khí, chẳng liên quan gì đến từ tinh khiết. Dương Bách Xuyên biết luyện hóa ma linh phải có thủ đoạn đặc biệt, e là luyện hóa bình thường thì không được. Vừa rồi lão già chết tiệt Nguyên Vô Thường đã nói cần phải luyện hóa hồn châu mới được. Cái này thì Dương Bách Xuyên không biết, lão già chết tiệt này hiểu rõ vô gian cốc, biết rõ đặc tính của sinh linh nơi này. Mình muốn thu ba ma linh này thì phải nhờ ông ta giúp. Sau một hồi suy nghĩ, Dương Bách Xuyên nói, ngươi thu đi, xong việc ta cho ngươi một viên ma hồn châu. Được, không thành vấn đề, lão phu chỉ cần một viên. Nguyên Vô Thường đồng ý vô cùng dứt khoát, như thể rất sợ Dương Bách Xuyên đổi ý. Ông ta lập tức đi tới chỗ ma linh thứ nhất, bắt đầu đánh từng đạo thủ quyết phức tạp vào ma linh giống cỏ hoa lan, bắt đầu luyện hóa ma linh. Sau khi Nguyên Vô Thường luyện hóa ra ba ma linh, ba hạt châu có màu sắc khác nhau to bằng bàn tay của trẻ con xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên. Ba ma hồn châu có màu sắc khác nhau nhưng đều toát ra sức mạnh thuần khiết của thần hồn. Hơn nữa khiến Dương Bách Xuyên có cảm giác thôi thúc muốn nuốt chửng nó, giống như một món ngon nhất trên thế gian. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác thèm muốn từ nguyên thần chứ không phải cảm giác thèm ăn. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm ba viên ma hồn sáng lấp lánh. Liên tục nuốt nước miếng. Đến cả Nguyên Vô Thường cũng nhìn ma hồn châu bằng đôi mắt lấp lánh, nhìn ba viên ma hồn châu lơ lửng giữa không trung, trong mắt ông ta lóe lên vẻ thèm thuồng. Dương Bách Xuyên thấy vậy vung tay thu hai viên ma hồn châu lại, để lại một viên, nói với Nguyên Vô Thường, giữ đi, Dương Bách Xuyên ta nói một là một, viên này cho ngươi. Nguyên Vô Thường đã đợi câu này từ lâu, vung tay lên cất ma hồn châu đi. Thật ra Nguyên Vô Thường biết nếu hôm nay Dương Bách Xuyên không ở đây, đừng nói ông ta có thể lấy được một viên ma hồn châu, có thể thoát khỏi tay ma linh hay không cũng là vấn đề. Hơn nữa một kiếm đó của Dương Bách Xuyên đã khiến ông ta rung động trong lòng, có thể cho ông ta một viên đã là tốt lắm rồi. 800 năm trước ông ta cùng với rất nhiều cao thủ tán tu vào vô gian cốc cũng chỉ lấy được một viên ma hồn châu, giá của một viên linh thạch thượng phẩm là 50 vạn, nhưng đều chỉ có giá mà không có hàng. Bởi vì giết ma linh thật sự quá khó khăn, nếu như ma linh ở ngoài thì không khó nữa, nhưng khí ma sát ở bên trong vô gian cốc, dù là cao thủ phi thăng cảnh cũng bất lực, có thể thoát khỏi ma linh cũng xem như có bản lĩnh rồi. Thật ra Nguyên Vô Thường muốn lừa Dương Bách Xuyên không hiểu giá trị của ma linh, không ngờ Dương Bách Xuyên còn hơn cả tưởng tượng của ông ta, cho nên sau khi được Dương Bách Xuyên hứa sẽ tặng một viên làm thù lao, cũng không nhiều lời nữa mà trực tiếp luyện chế ba ma linh thành ba viên ma hồn châu tinh khiết. Mặc dù Dương Bách Xuyên đã lấy đi hai viên, nhưng ông ta căn bản không dám nghĩ tới. Làm người phải biết đủ, tuy rằng Nguyên Vô Thường luyện hóa ma linh thành ma hồn châu phải tiêu tốn sức lực, nhưng Dương Bách Xuyên cũng không bạc đãi ông ta. Sau khi cất ma hồn châu vào, Nguyên Vô Thường nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nói cảm ơn, đa tạ. Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng đáp, không cần đa tạ, hy vọng từ giờ trở đi ngươi đừng hẹp hòi với ta, nếu không. Kiếm trong tay ta cũng sẽ không nằm yên đâu. Hắn không mặn không nhạt uy hiếp Nguyên Vô Thường một câu, đối phương liên tục gật đầu nói không dám. Ông ta quả thật không dám,
nghĩ đến một kiếm vừa nãy của Dương Bách Xuyên, Nguyên Vô Thường biết ông ta không thể đỡ nổi. Mặc dù bề ngoài Dương Bách Xuyên chỉ có tu vi đại thừa trung kỳ, còn Nguyên Vô Thường có tu vi đại thừa viên mãn, nhưng sau khi chứng kiến một kiếm vừa nãy của Dương Bách Xuyên, Nguyên Vô Thường biết, có hai ông ta cũng không phải đối thủ của Dương Bách Xuyên. Ông ta là người có kinh nghiệm, biết nhìn xa, sau khi hiểu được sự chênh lệch thực lực giữa mình và Dương Bách Xuyên liền chuẩn bị từ nay về sau không giấu giếm Dương Bách Xuyên bất kỳ điều gì nữa, tránh bị Dương Bách Xuyên ghi hận, nói không chừng sẽ đoản mệnh. Sau khi ông ta thay đổi thái độ, Dương Bách Xuyên cũng không nói gì thêm, dù sao muốn hành tẩu trong Vô Gian Cốc thì còn phải dựa vào ông ta. Không cần thiết phải trở mặt. Tuy ma hồn châu quý giá, nhưng Dương Bách Xuyên cũng hiểu đạo lý, tránh để Nguyên Vô Thường bằng mặt không bằng lòng. Đoạn đường kế tiếp của hai người coi như suôn sẻ, không có ma linh xuất hiện, chỉ có một số trận pháp đúng như lời Nguyên Vô Thường nói, ông ta chỉ dẫn rất rõ ràng, nơi nào nên đi thế nào, nơi nào có nguy hiểm, ông ta đều có thể giải quyết. Cũng không hẳn là suôn sẻ trong suốt đường đi, nhưng cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. 5 ngày sau, hai người ra khỏi khí ma sát mờ mịt, tầm mắt đột nhiên trở nên rõ ràng, hai người đi đến một bãi cỏ đầy nắng. Cuối cùng cũng ra khỏi, trong đó quá ngột ngạt. Dương Bách Xuyên không khỏi lẩm bẩm, vừa nói vừa đi về phía trước. Lúc này Nguyên Vô Thường cũng vội vàng nói, Dương Thánh Chủ không nên đi lung tung. Dương Bách Xuyên khó hiểu, hắn không phát hiện ở đây có gì không đúng, sức mạnh trong không khí cũng không còn khí ma sát nữa. Cẩn thận cảm nhận lại lần nữa cũng chỉ thấy linh khí vô cùng thuần khiết của trời đất, càn khôn cũng không nhận ra có gì sai. Hắn nói, nơi này có vấn đề gì sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 126.